Phải lên cái nữa mình ơi. Lên một cái nữa. Hello mọi người, hello mọi người. Ai đang xem livestream cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Em biết em chào mọi người nè. Chào mèo buông gớm, mèo buông gớm này. Còn ai nào mọi người? Chào chị Khánh Huyền nè, chào chị Xuân Phan này. Chào 14 người đang xem nè, chào anh Dũng Lê nè, chào Thúy Nguyễn Hữu này. Ok. Không có tặng. Người giúp em chia sẻ mọi người ơi. Mọi người chia sẻ xong 20 view bắt đầu bữa nay đầu like là mình chơi game mini trước này. Đẹp thế chút vậy. Ngoài anh ơi. Chơi một cái game mini quá thì đẹp luôn mọi người ơi. Không, 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 không tặng. Đầu like không tặng. Giờ đầu like là chơi game show rồi. Ok, 17 người rồi, 3 người nữa mình game show mọi người ơi. Chào hai anh Trịnh này. Chào Nguyễn Bích Thuận này. Nhân viên của tiệm gốm out ra hết. Thôi, để không gì đâu, mười mấy, 20 mắt có cuộc có mười mấy người, tổng như là 6 đứa nhân viên trong trọng rồi. Rồi 18 người rồi. Ok rồi. Bây giờ ê đưa cho anh cùng cái tô to to coi. Cái cam mà bóc số á. Cái ca bóc số á, đặng bóc số coi. Đặng in ra mọi người đặng bóc số này. Chào Nam Anh này. To quá. Trời ơi to quá em ơi. Hồi nữa có người hỏi liền bảo đảm. Rồi mọi người, bây giờ mình chơi game mini trước nè. Ai đang xem livestream cho em xin một chấm này. Em đặng em lấy cái tên của mọi người vô danh sách này. Rồi, ok. Chị Ruby Nguyễn này. Ủa em Minh đi, Ruby Nguyễn. Ruby Nguyễn. Chị Xuân Phan này. Trời lâu, để tôi in cho. Xuân Phan này. Rồi. Mộc Lan này. Rồi. Mèo buông qua đâu rồi? Mộc Lan. Phan. Mộc Lan gớm duyên này. Nguyễn Hồng Phương Thảo này. Nguyễn Quỳnh Giao này. Nguyễn Hảo này. Được chưa? Rồi để anh bắn cho nhanh bà ấy ơi. Đâu rồi? Tới đâu rồi? Em bán tới đâu rồi? Nguyễn Hảo Khánh Huyền này. Ha Đen Trịnh này. Hiếu Đông đi chết đi. Cái Nguyễn Hữu có rồi đúng không? Chưa, Nguyễn Hữu chưa. Có rồi, coi lại coi. Chúc Nguyễn Quỳnh nè, anh Nam Anh này. Chưa có. Có rồi, anh Viu Trần này, dạ. Chào anh Viu Trần, Hồ Trúc Quyên này. Anh Phạm Minh Đức nè. Rồi. Rồi ai chưa có Nguyễn Gia Bá này. Rồi ai chưa có tên mọi người ơi, ai chưa có tên comment lại giùm em cái nha, đặng em tặng mọi người, đặng em. Anh Thủy Nguyễn Hữu chưa có. Vậy, Thủy Nguyễn Hữu chưa có hả? Chưa. Và hai phiếu lận hồi em có chuyện nha. Chưa có. Đâu anh Thủy Nguyễn Hữu đâu ta? Anh chưa bấm chưa có. Rồi. Ok. Ok hết rồi ha mọi người. Ok. Nhiều. Rồi, ô nè. Rồi trong thời gian chờ đợi bạn cấp phiếu nha mọi người. Chị Danh Trần có rồi chị. Trong thời gian chờ đợi bạn cấp phiếu, giờ em bán vài món trước này. Để lựa món đẹp đẹp lên cho mọi người cái ta. Thôi. Rồi bán một cái chén con cá này. Chén mọc cá nè mọi người. Mới cáo luôn. Rồi 15.000 mã 15 nè, ai lấy comment giùm em mã 15 này.
thế giới động vật nè, cá, hu, nai, chim, cò gì đó, 15.000 mã 15 15 chốt cho Ruby Nguyễn. Đây em bấm cho. 15 chốt cho Ruby Nguyễn. Dạ. Ruby Nguyễn. Rồi ok. Em bán cho mọi người một cặp chén mộc này. Một cặp chén mộc men tiêu. Một cặp chén mộc men tiêu nha mọi người. Chuyện đó nè, hai chuyện luôn chứ không phải một chuyện nha. Rồi cặp này đẹp quá, cặp này bán rẻ luôn. Cặp này em bán cho mọi người là 35.000 mã 35 nè, cặp chén cơm mộc này. 35.000 mã 35. Ai lấy comment giùm em mã 35 này. Alo. 994A/64 nha. Rồi bình em hai này ra gửi giùm anh mình trả tiền rồi. 994A/64. 43 là cũng nó đó. Ok, 35 em chốt cho chị Khánh Huyền ha. 35 chốt chị Khánh Huyền. Rồi em chào 25 người đang xem nha. Rồi tiếp nè. Rồi nè mọi người ơi, em bán cho mọi người một bộ này. Từ từ em lên thêm mọi người. Một bộ 4 cái ly nè mọi người. 4 cái tách nè mọi người thấy chưa? Quá đẹp luôn chuyện của nó nè. Đây, lạnh tiết luôn, viền sô cô la. 4 cái. Không có bị lỗi lầm gì hết mọi người. Rồi, 4 cái 50.000 mã 50. Ai lấy comment giùm em mã 50 này, 4 cái ly 50.000 mã 50. Ai lấy comment giùm em mã 50. 50 chút mã 50 nè, nè mọi người. Rồi đấy, có tên mọi người trong đây hết rồi ha. Một hồi nữa coi 1 2 phút nữa coi bổ sung thêm không. 50 chốt cho chị Khánh Huyền này. Rồi em bán cho mọi người một cặp cốc Bizen nha, một cặp cốc trà Bizen nha. Đây mọi người. Cái này nó bị lỗi men nha, bị lỗi men nha mọi người, cặp cốc Bizen nè. Rồi cặp này bán rẻ luôn. Cặp này bán cho mọi người là 199.000 nè, chốt bằng 199 giùm em nè. Đầu lai bán rẻ 199.000, chốt bằng 199 nè, một cặp cốc Bizen luôn. 199. Một cặp cốc Bizen 199.000. Ai lấy comment giùm em 199 giùm em nha. Một cặp ly phu thê. Cặp ly phu thê mộc nè, quá đẹp luôn. Rồi cặp này em bán cho mọi người là 65.000, cái cặp này chốt mã 65 này. Quá đẹp luôn nè. 65.000 mã 65. Cặp ly phu thê 65.000. Ai lấy comment giùm em mã 65. 65 chốt cho chị Ngọc Nguyễn nè. Lên ly đỏ cao là ly gì? Ly đỏ cao. Đây. Rồi ly này em bán cho mọi người là 20.000 mã 20 này. Ai lấy comment giùm em mã 20. Ủa, tôi mới thấy cái ly mọc đỏ đâu rồi ta. Hai mươi nghìn mã 20. 20 chốt cho chị View Trần. Ô, anh View Trần cho lộn. Cho chị xem bát màu xanh trước mặt. Chị xem bát màu xanh trước mặt. Bát nào chị? Xanh lá hay xanh nào chị ơi? Xanh lá à? Này hả? Này bát chè ha. Mã này cái nó bị tóc nè. Cộng cộng rồi có 5 cái nhưng mà tóc 5 cái mà có 1 cái bị tóc em bỏ ra này. Còn 4 cái. 4 cái cặp này, 4 cái này một set này em bán 100.000 nè, lấy comment mã 100 giùm em nè. Quá này cốt dày nha mọi người. 4 cái 100k, ai lấy comment mã 100 kèm với mã tặng em tặng cho mọi người một cái nè. Không em ăn rạn cái gì đó. Không sao. Rồi hai cái tóc rồi. Sao đâu. Mọi người ơi. Nó như thế này, nó bị hai cái tóc rồi. Hai cái tóc rồi ha. Hai cái tóc này em bỏ ra em không thấy tiền. Em tính 3 cái thôi, 3 cái thì em bán cho người là 70.000. Ai lấy comment giùm em mã 70 này. 70.000. Chốt mã 70 kèm mã tặng này. Quá rẻ luôn, quá đẹp luôn. 70.000 kèm mã tặng giùm em.
em tặng cho mọi người hai cái tóc cách, hai cái tách còn lại. Gì vậy? Đâu là 8 cái đồ đẹp đẹp đó. Rồi 38 người đang xem rồi. Ừ, mọi người ai chưa có mà cái gì, ai chưa có tên á, trong để mà hồi đó em chơi game show á, chơi mini game á, mọi người comment lại một cái chữ chưa có giùm em cái, đặng em biết em in ra để hồi em bóc thăm không có tên mọi người đó. Rồi em bán cho mọi người một cái che, cái dĩa nè, cái dĩa hoa nè mọi người, quá đẹp luôn. Đây dĩa này 25.000, ai lấy comment giùm em mã 25 này. Chưa có anh Bình Cải Sơ, chưa có Quang Nguyễn Nguyễn, Di Doraemon, Di đi chết đi Di. Chị Cung Thiết Nga chưa có, Nhi Ngăn chưa có, Dương Nga Na chưa có, Phạm Dung chưa có, Hạnh Trương chưa có. Rồi ok, bữa nay mình sẽ được một cái bình gỗ nha mọi người. Tàu lai sẽ là một cái bình hoa gỗ. Rồi ly rêu, ly rêu trước mặt, ly rêu nhỏ này hả, con cái thôi nè mọi người. 15.000 mã 15, lấy comment cho em mã 15 này. Rồi nè mọi người, một cái chén, chén mini nè, quá đẹp luôn. Thủy tinh hai lớp vẽ vàng này. Chén này em bán cho người là 20.000 mã 20 này. Quá đẹp. Rồi 15 em chốt cho chị Sa Nguyễn nè. Khoan khoan khoan. Mười lăm chốt cho chị Sa Nguyễn. Ủa? Trời ơi khoan nha, anh em đếm đầu lộn nhầm rồi đó. 15 Sa Nguyễn, 15 là cái này nè. 20 em chốt cho chị Ngọc Nguyễn. Hà Nguyễn chưa có thăm này. Đâu rồi? Đây mọi người. Đây, cái mini game của mình là cái bình hoa này nha. Đấy, bình hoa gỗ. Không có nghe chị Trúc Nguyên ơi, không phải chị nha, chị sao nha. Rồi đâu rồi, 20 rồi đúng không? 20 rồi. Rồi em bán một cái tách trà, một cái ly ngũ sắc này mọi người. Một ly ngũ sắc nha, chuyện đó nè. Quá đẹp luôn. 50.000 mã 50. Ai lấy comment giùm em mã 50, một ly ngũ sắc xịn sò luôn 50k. Mã 50. Rồi một cái chén ngũ sắc luôn, chén chấm ngũ sắc. 45.000 mã 45. Trời ơi ông nội. Rồi một cái ly ngũ sắc, Huy uống trà uống rượu kìa nè. 35.000 mã 35 đó, bán rẻ luôn. 45 chốt cho anh Quỳnh Cai Sơ này. Đấy. Rồi tiếp. Lên cái gì độc độc đó ta. Rồi em lên nè. Rồi có ba cái dĩa pháp luôn. Khăn. Cái khăn. Phan phan. Rồi em bán cho mọi người một cái dĩa lam nè. Lam hình chữ nhật quá đẹp luôn mọi người. Đây, viền là viền sô-cô-la. Trời ơi nhân viên của tôi ơi, trời ơi. Viền sô-cô-la đường kính của nó là 24. Đường kính 24. Rồi cái dĩa này em bán cho mọi người là 35.000 mã 35 này. Ai lấy comment, ôi bị mẻ đây xíu rồi. Rồi bán mỗi dĩa này 25.000 mã 25. Còn đẹp quá nè, 25.000 mã 25 này. In ra chưa, in ra ship vô đây chưa? Dạ chưa, ship vào kho à? Anh in ra gọi chưa có nó bỏ vô đây. Ship vào kho à? Ừ, ship vào kho. Anh đi đâu? In rồi. Anh đâu? Anh nào nào? Vừa lúc nãy in hay vừa xong? Vừa chưa có đó. Lúc nãy mới in đó. À thế đi. Rồi 35 chốt cho anh Quỳnh Cải Sơ này. 25 chốt cho anh Quỳnh Cải Sơ luôn này. Coi 35 là cái ly này. 25 là đâu rồi? 25 là cái gì đâu mất tiêu rồi. Cái dĩa nè, 25. Rồi mang ra chỉ lỗi xíu. Rồi em bán cho mọi người ba cái dĩa pháp nè mọi người. Ba cái dĩa pháp. Trời ơi là khổ thiệt chứ. Đường kính của nó là 21 nha mọi người.
ba cái dĩa pháp này em bán cho mọi người rẻ nè, 120 nè. Ai lấy comment ở 120 giùm em ba cái dĩa pháp. 120.000 chốt ở 120 này. Rồi, em có một cái chén luôn, chén lam quá đẹp luôn. Chén này bán mọi người 20.000 mã 20, 120 chốt chị Nguyễn Quỳnh Giao này. Cái chén lam này, chén lỡ viền sô cô la 20.000 mã 20. Rồi em bán cho mọi người một cặp chén trúc này, một cặp chén cơm vẽ cây trúc. Cặp này em bán cho mọi người là 40.000 mã 4 ở lò xo, ở 40.000 mã 40. 20 chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn. 20 Hà Thanh Nguyễn. 20 nè, hai đến chỉnh chậm. Long Hải Mai chậm, 40 chốt cho Long Hải Mai. Ai là khách mới cho em xin số điện thoại nha mọi người ơi, giúp em inbox vào trong cái fanpage á. Cái một chấm hoặc là số điện thoại của mọi người nha. Rồi em bán cho mọi người một cái ly vàng nè, ly màu vàng. Dạ. Văn Huệ Đoan, chị hỏi cái gì? Mấy đứa đọc bình luận giùm anh rồi. Anh ơi, em vẫn tha thiết đang kiếm cho anh đây. Của chị Văn Huệ Đoan á, coi chị viết cái gì vậy? Đây mọi người. Rộng nè. Rồi cái này em bán cho mọi người là 30.000 cái dĩa này, cái chén nè, chốt mã 30 này. Tôm hộp men, men lon ngay gần đi. Tôm hộp men gì? Men lon. Men lon là mang gì? Nãy hả? Nãy hả? Dạ. 30 là gì vậy? 30. 30 em chốt cho anh Phạm Minh Đức này. Rồi đây mọi người, một cái dĩa, dĩa hoa đào 25.000 mã 25, viền vàng luôn. 25 mã 25. Không thiệt mà. Kiếm mà nó chưa có, tại ngày mai hàng mới khui chắc có đấy. Alo. Được. Ok. 94A nha anh. Đúng rồi, cái hẻm vô trong nữa, quẹo nữa. 25 chốt cho anh Dũng Lê này. Rồi nè mọi người, đây là dĩa mộc nha. Dĩa mộc men loan này, chuyện đó nè. Vẽ vàng nữa mọi người. Vẽ vàng luôn, 100.000 cái chốt vào 100 kèm số lượng này. 100.000 là bán rẻ rồi. 100.000 cái, ai lấy comment ở 100 kèm số lượng. Em có tổng cộng 4 cái nha, 100 chốt cho chị Jen Trần một cái này. Anh Vương chặn hai cái này. Chị Hà Thanh Nguyễn ơi, còn có một cái nha chị Hà Thanh Nguyễn. Chị Hà Thanh Nguyễn một cái nè. Rồi quá trời rẻ rồi, mọi người mua quá rồi. Đấy, bán rẻ mà. Bán cho nhanh hết hàng. Dạ ok chị. Dạ cái đá xuân tan rồi. Ai? Xuân tan. Sao không đọc lên cho anh. Rồi nè, mình đâu giờ có đôi chút hỏi nó chút mã. Đây mọi người, chuyện của nó nè. Rồi ly mộc này bán cho mọi người là 45.000 mã 45 này. Ai lấy comment giùm em mã 45 này, quá rẻ luôn. 45 chốt mã 45. Lên mấy cái ly cà phê, ok chị. Ly rêu 45 chốt chị Xương Phan này. Rồi em bán cho mọi người một cái tô này. Ồ quá đẹp luôn. Xuất sắc ha. Tô mộc đẹp ghê luôn. 60.000 mã 60. Ok, lên mấy cái gì? À, ly cà phê chứ gì nữa. Mọc riêu hả? Mọc riêu. Ok, mọc riêu, ly cà phê, mọc riêu. 60 em chốt cho chị Phan. 60 em chốt cho chị anh Phạm Minh Đức, đúng rồi. 60 anh Phạm Minh Đức. Rồi em bán cho người một cặp cốc cà phê này. Quá đẹp luôn. Chuẩn luôn nè. Rồi cặp này em bán cho mọi người là 80.000 mã 80 này. Ai lấy comment thì mang mã 80 này, một cặp cốc cà phê quá đẹp luôn. 80.000 mã 80. Chị Sang Nguyễn là tìm cho chị cái ấm trà chốt được cái như cái 10 cái ly hôm qua. 10 ly hôm qua là 10 ly gì? Ly này nè. Cốc này. 80 chốt cho Liếp Hội này. Chiếp Hội. Chiếp Hội. 50 là ai vậy? 50 là cái gì vậy? 60 là gì? 50 mà. 50. Chiếp Hội đó là 50. 80 mà. 80 chốt chiếc hội này. Hội này hôm qua thì chốt chị kêu à à ok biết rồi nhớ rồi. Rồi giờ mọc riêu nè mọi người. Đây cái này rồi. Mọc. Ok chốt rồi. Nè mọi người. Quá đẹp luôn chén này nè. Một cái là 35.000 một cái chốt mã 35 này. Ai lấy comment giùm em mã 35.
35.000 một cái chén mộc. Nè mọi người, cái này là 36.000 mã 36 này. Này to tí là 37.000. Này 30.000. Alo. Rồi ok, bệnh có lấy hồ sơ mình. 36 em chốt cho chị Cung Tiết Nga này. Nè mọi người. Ủa, 36 là cái ba mươi lăm 36 là cái này chứ không? Nè mọi người quá đẹp chưa, mọc riêu luôn nè. Trong mẹ con không có tiền ở đây rồi, đứa nào có 80 anh mượn rồi. Còn hỏi có Momo không, ly trong tô trắng. Rồi ly trong cái tô trắng nè mọi người, ly mập tô trắng. Ly này là ly Hagi, cốt Hagi nha mọi người, men chảy. Quá đẹp luôn. Chuyện nè. Rồi ly này em bán cho mọi người là 35.000 nè, lấy comment giùm em mã 335 này. Ai lấy comment giùm em mã 35. Ba mươi lăm chốt cho chị Xuân Phan nè. Anh view chặn 30 là em ghi chặn 30 là cái gì ta, mã gì 30? Ba mươi lấy cái này hả anh Vương Trận? Cái này 30, đầu tiên là 35. Chắc anh nhầm mã. Em xem tượng thằng tài Nhật Bản. Anh nhắn lộn, tượng thằng tài Nhật Bản. Nè anh ơi. Đây. Tượng này bằng kim loại nha mọi người. Tượng bằng kim loại quá đẹp luôn. Bú chiêu tài này. Còn mới cáo nha mọi người, không có lỗi lầm gì hết nha. Rồi bức tượng này em bán cho mọi người là 650 nè, chốt mã 650 này. Tượng to nha, 650.000. Chốt mã 650. Tô mộc gốc kế đĩa cá. Đây hả chị? Này đẹp quá, để tính để dành đây. Chưa chơi bị mọi người lấy rồi. Rồi bán mọi người một cái tô mộc này. Cốt là cốt Hagi nha mọi người, mộc quá đẹp luôn, chuyện đó nè. Sực sắc luôn. Bên trong là vàng gì nè, không biết. Không. Rồi ok, em bán cái này cho mọi người là 120.000 nè, chốt ở 120 nè. Ai lấy comment ở 120 cái tô mộc đó, quá đẹp, quá chuẩn luôn. 120.000. 80 là cái gì? Ta chưa có báo giá mà cho mới đây gì trời. 120. 120 em chốt cho chị Gen Trần này. Rồi mọi người em bán cho người mẫu tô cá này. Ôi bị tóc. Bồi bị tóc rồi. Bỏ ra này. Rồi mẫu cái tô con cá này mọi người, tô này to này nha. Rồi cái thước nó mất tiêu rồi. Mẹ thiệt chứ, cái này. Đường kính của cái tô này là 21 nè mọi người. Đây tô lam me cá này. Ok em bán cái tô này cho mọi người là 70.000 nè. Chốt mã 70 này. Quá rẻ rồi ha. Linh Nhật đang ở đó, 280 là đó các bạn. 70, chốt mã 70 này. Rồi em bán cho mọi người một ly mộc này. Rồi 70 quá trời, 70 rồi. 70 em chốt cho anh Long Hải Mai này. Nè mọi người, đây bằng một cái ly mộc nha. Quá trời đẹp. Nếu mọi người mua cái này thì mọi người phải mua bộ này nữa mới đẹp. Đây. Vừa đủ luôn ha. Bán sao mọi người mua hết không? Hết thì bán, còn không thôi bán mua bán lẻ nè. Ok chị comment mã tặng đi, em tặng chị. Tóc tặng chị đi, tặng Ruby Nguyễn. Nè mọi người. Rồi cái ly này em bán cho mọi người là 29.000 nè, 29.000 cái ly, chốt mã 29 này. Rồi mọi người mua bộ trà không, mua em bán, mua thôi em để vậy. 29.000 cái ly, chốt mã 29 nè. Ok, tặng Ruby Nguyễn rồi ha. 29.000 cái ly quá đẹp luôn.
Mã 29, 29 chốt cho chị Cung Thiết Nga này. Rồi em bán cho mọi người một bộ trà này, gồm có 4 tách này nha. 4 tách quá đẹp luôn nè mọi người. Đấy, 4 tách, một cái ấm trà, một cái khay luôn, khay gỗ luôn. Rồi bộ này em bán cho mọi người coi khay gỗ 200. Rồi bán 350 nghìn, chốt 350 này. 350 nghìn quá đẹp luôn. Một ấm trà, 4 tách, một cái khay gỗ, dây cui luôn, 350 nghìn, chốt 350. 350 chốt chị Hà Thanh Nguyễn. Rồi go. Gone with the wind. Em coi bộ chén thô màu nâu có 3 cái đi anh. Thố màu nâu, bộ chén thố màu nâu có 3 cái đây. Cái này nó không có chuyện mà em không biết nó là cái gì nữa, bizen hay là gì đó em không biết nữa. Nó thôi em bán đại đi, không biết thì bán rẻ ha. Rồi bán cho mọi người 3 cái này. 150 nghìn chốt 150 này. 3 cái 150 nghìn chốt 150 này. Độc lạ nè. 3 cái 150 chốt 150 giùm em nè. Rồi ly mọc 20 nghìn mã 20, lấy comment mã 20 giùm em. 150 chốt cho Nguyễn Quỳnh Giao. Đĩa xưa vẽ hình người không? Không có anh. 20 chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn. Rồi em bán cho mọi người một cái chén mộc nè mọi người, quá đẹp luôn, lành tít nha mọi người. Rồi chén mộc này bán cho người là 22 nghìn mã 22 này. Lấy comment giùm em mã 22. 20 nè. Rồi ly mộc riêu. Đẹp quá, 15 nghìn mã 15. Dạ anh đựng nước chấm cũng được mà anh, không đựng nước chấm thì anh để trưng bày cũng được, cái hàng đó hàng trưng bày mà. 15, 22 chốt cho khoan nha. Anh Phạm Minh Đức. 15 em chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn. Và cặp ly Bizen. Cặp ly Bizen bán 150 nghìn, chốt 150 này, một cặp ly Bizen 150 nghìn. Có cái này nó bị lỗi men xíu nha, bán 150, 150 nghìn cặp ly Bizen. Linh Nhược cũng chưa có phiếu nè. 150 chốt anh Phạm Minh Đức nè. Cái đó bóp để vô nha. Cái mà chưa có phiếu Thúy Bích Vũ. Mọi người ai chưa có phiếu chơi game show thì giúp em comment chữ chưa có, đặng em Minh vô hồi đặng bút thăm cho mọi người. Rồi 37 người đang xem rồi. Rồi mọi người cái ly mộc nè, đẹp quá, ly này bán cho người là 27 nghìn mã 27 này. Thư pháp này 27 nghìn. Lấy comment giùm em mã 27. Ai chưa có comment chữ chưa có giùm em nha. Ai chưa có phiếu á. Ok, Sa Nguyễn có rồi mà. Chị Sa Lê chưa có là đúng rồi. Anh Gớm Dục Quảng Phúc chưa có này. Sa Nguyễn có rồi mà đúng không? Chị Xuân Phan có rồi mà. 27 em chốt cho đâu? Đâu có đâu. Em bị ẩn rồi. Anh không có nè. Ở Hà Thanh Nguyên 27. Không có, không có. Không có đây, nó bị ẩn rồi. Ok, 27 chốt cho Ruby Nguyễn này. Ai chưa có để em bấm vô. Phạm Ngọc Hà chưa có nè. Gớm qua CV chưa có này. Hà Thanh Nguyễn có gọi mà đúng không? Rồi mọi người, bộ chén cơm, bộ chén cơm mộc này em gồm có 3 cái xanh riêu luôn mọi người. Bộ bán chén cơm 3 chén xanh riêu luôn, quá đẹp luôn, đẹp xịn sò. Ôi một cái bị mẻ rồi, bỏ ra cái bà mở bẫy ra nữa hồi tặng. Rồi bán cho mọi người một bộ này là 60 nghìn. Cái bộ này nè, chốt mã 60 này, lấy comment mã 60 sao comment thêm mã tặng nữa, em tặng mọi người thêm cái chén này nữa nè. 60 nghìn chốt mã 60 giùm em. Sáu mươi chốt cho chị Cung Tiết Nga này. Chị ơi comment thêm mã tặng giùm em đó chị Cung Tiết Nga. Ok tặng nè. Bữa nay mấy đứa hàng của chị Cung Tiết Nga không có được mắc nữa nha. Thiệt á, bữa nay mà mắc nữa là hết biết đường nói mấy đứa luôn rồi. Rồi mọi người, em bán cho mọi người ba cái ly nè, ở ba cái dĩa nè. Dĩa này là hàng độc hiếm nha mọi người, hiếm có lắm chứ không phải là có đâu. Ba cái dĩa vuông này. Rồi cái bán cho mọi người là bộ này là 3 cái 50 nghìn thôi, mã 50 nè.
Ai lấy comment giùm em mã 50 ba cái. 50k mã 50. Ba cái 50.000 mã 50. 50 chốt cho Nguyễn Quỳnh Giao này. Rồi em bán cho người một dĩa mộc. Wow đẹp quá. Này bị gì ta? Bị gì nè nha mọi người, em biết bị gì đó, lỗi men hay lỗi gì đó ha. Rồi bán rẻ luôn. 20.000 thôi mã 20 chuyện nè. 20k mã 20. Sẽ lấy chậm. Cuối live em lên siêu phẩm cho mọi người. 20 chốt cho chị Nguyễn Quỳnh Giao này. Gạch tàn, chị Lô Nguyễn kiếm gạch tàn hả? Cái đó là cái gạch tàn. Cái nào? Cái dĩa. Dĩa của nó, cái gạch tàn. À. Ok chị không lấy thì thôi chị. Mà cái đó em nghĩ là cái dĩa cũng được mà. Cái gạch tàn gì mà nó cạn chứ. Chị Giao lấy không chị Giao? Em nghĩ cái dĩa chứ không phải gạch tàn đâu. Rồi em bán cho mọi người một bộ nè. Ok chị. Cả chị comment là 20 giùm em đi. Đâu? Rồi chị lấy comment mã 20 giùm em chị. Rồi em bán cho người một bộ này. Một bộ hoa này, hoa đào nha. Gồm nè, ba cái dĩa và một cái dĩa sâu lồng mini nè. Nè mọi người quá đẹp luôn. Bộ này là do tự em chế em ghép thôi chứ ngoài ra không phải bộ ha. Đây. Rồi, nguyên cái bộ này em bán cho mọi người nè. 80.000 nè, mã 80 nè. Ai lấy comment mã 80 một bộ này. 80k mã 80. 20 Ruby Nguyễn. Gạt bình, gần bình bông. Có cái chồng tô lam. 80 em chốt cho chị Cung Tiết Nga này. Gần bình bông có chồng tô lam. Đây. Không có đâu, cái chồng nào đâu. Ê, cái đam mấy cái dĩa đó, mấy cái ly tắt đó, cắt chân. Rồi bán cho mọi người một cặp. Cặp dĩa lam nè mọi người. Đẹp chưa, xịn sò luôn, hàng mới cáo luôn. Không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Chuyện của nó nè. Blue L. Rồi cặp dĩa này em bán cho mấy chị là 80.000 cái cặp này, chốt mã 80 giùm em nè. Cặp dĩa to nè, 80.000 mã 80. Cái gì để trên cái bình bự này? Cái gì để trên cái bình bự? Cái đó là cái gạt tàn và cái miếng đồng tiền điếu, đóng đồng điếu. 80 em chốt cho chị Dương Na này. Chị Dương Na ơi, chị comment thêm một cái nữa. À, chị comment thêm một chấm nữa chị, đặng em cho lấy cái thăm bốc thăm hồi trúng thưởng bình bông nè chị. 80 chốt chị Dương Na nha. Này dĩa xanh luôn nha em. Cái nào? Ok, nè cái này Dương Na để vô trong cái bốc thăm này. Rồi chén này bán cho mọi người là 25.000 mã 25 này. Quá đẹp luôn, ngoài lam trong lam luôn. 25.000 mã 25. 80 chốt rồi. Rồi em bán cho mọi người một cái lam xưa luôn. Một cái lam xưa 25 em chốt cho anh. Ai 25 Nguyễn Hảo. 25 Nguyễn Hảo. Rồi em bán cho mọi người một cái dĩa nè. Dĩa này lam này, quá đẹp luôn chuyện này. Này là size của nó là size 24 nha mọi người, gần 24, quá đẹp. Rồi cái lam này em bán cho người là 70.000, chốt mã 70 nè, cái dĩa lam nè. Ai lấy comment mã 70 giùm em. Ok, chốt cho anh luôn. Đâu rồi? Ok, anh 600 chốt cho anh Thanh Quang Trần này. 70. 70 em chốt cho chị Ruby Nguyễn. 25 em xin lỗi nha chị ơi, chị gì? 25 là của chị Xuân Phan nha chị ơi. 25 của chị Xuân Phan nha, em xin lỗi nha. Em xin lỗi nha chị Nguyễn Hảo ơi, 25 của Xuân Phan á. Dạ. Không chị ơi. Đâu cặp Sino nào? Cái này không phải, em có một 5 cái. 5 cái Sino luôn chứ phải mà một bộ 5 cái.
một bộ 5 casino vẽ tay nè. Rồi bộ 5 casino vẽ tay em bán cho mọi người là 150.000 nè. Ai lấy comment 150 giùm em nè. 5 cái ly mọc sino 150.000 vẽ tay luôn, chốt 150 này. Ruby. 150 Ruby Nguyễn nè. Rồi chốt. Nè nè. Bán rẻ bán cho người ta chốt không có gì mà bán luôn. Sao được, được em. Rồi bán cho mọi người một cái tô mà một cái giống hình này là em nghĩ là cái chao quan đấy. Sino là chuyện nè mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi cái này em bán cho mọi người là 110.000 nè, chốt 100.000 thôi, chốt 100 này. Ai lấy comment mở 100 nha. Cái chao quan sino nè, quá đẹp. 100.000 chốt 100. Dưới 5.000 là cái coi thôi. Dưới 500 là gì? Dưới 5 triệu anh lấy nghe. Cái gì anh? Cái gì dưới 5 triệu anh? Cái dĩa hả? Cái gì mới được chứ? Cái gì dưới 5 triệu em đâu biết. Cái gì dưới 5 triệu anh? Coi được em gả luôn cho anh này. Rồi cái ly ngũ sắc bán rẻ luôn, 45.000 mã 45 này. Rồi cái này bán cho người 20.000 mã 20. 100 là cái gì? Ok, 100 chốt lên Thắng Lai này. Cái đĩa em. Cái đĩa bây giờ em không bán dưới 5 triệu mà em bán 5 triệu tặng cho anh cái đế được không? 20 chốt cho Ruby Nguyễn. Em không dưới 5 triệu mà bán 5 triệu tặng cho anh cái đế. Còn không thì bán anh 4 triệu 8 cái đế 205 triệu. 20 là cái này. Ok chị, đưa cái miếng đá cẩm thạch đây. Đây là đá của thằng Indonesia nha mọi người. Đá này của Indonesia mà nghệ nhân là nghệ nhân Việt Nam. Đây là bằng cẩm thạch nè. Đấy, mọi người ok không? Ok thì em báo giá. Miếng này em bán cho mọi người 1 triệu 2 nè, lấy comment 1200 giùm em nè. Xuống nè em. Ship tỉnh hả? Tỉnh đâu rồi? Vậy ship tỉnh em sợ bể quá. Để coi coi nghĩ coi mai có cách nào ship không. Đây mọi người một cái ly lam quá đẹp luôn. Rồi ly lam này bán cho mọi người là 24.000 thôi, chốt mã 24 này. Rồi bắt đầu xong rồi đi mini game nha mọi người. Ok 1 triệu 2 chốt Thắng Lai. Ok hả? Ok anh comment mã 5.000 đi anh. Anh cười lên cái coi chưa có đơn phiếu này. Anh Thắng Lai có phiếu cho ta chưa luôn đúng không? 24 anh Long Hải Mai này. Đây có một cái của anh Thắng Mai đúng không? Đó, in kìa. 24 là cái ly. Gì? 24 là cái ly. Cái ly nè. Khoan, không phải. 3 triệu 2 là miếng đá nữa. 2 là miếng đá. Cái này là để người ta chơi mini game. 3 triệu 2 rồi. Cái đá cho mini game. Cho xem cái chồng chén gì, chồng chén kế. Kế hai cái chén xanh dương đi. Chồng chén kế hai cái chén xanh dương. Đâu? Đây. Anh chị ơi, đây là chồng chén hoa trà. Rất là đẹp luôn. Bộ này còn nhiều mà. Đâu còn nhiều, bộ này nhiều lắm. Đây chén trúc nữa kìa, đưa cái chén trúc đi. Đó cái chén cơm trúc. Rồi nè chị ơi, còn có 3 chén hả? 3 chén mua 3, bán 3 chén đi ha. Rồi 3 chén bán cho chị là 40.000 thôi, mã 40 nè. Lấy comment giùm em mã 40 3 cái này. Ly mọc cao. Rồi cái nãy chén xanh chén trúc hồi nãy ai chốt 2 cái rồi chốt cái nè, 20.000 nữa nè, mã 20 nè. 40 chốt cho Nguyễn Bình Giao này. Em cái bình trên để cái bát. À cái bình để cái bát. Đúng rồi, là cái bình hoa đó. Bình thủy tinh. Rồi cái này bán mọi người là 40.000 à, mã 40 nè. Lấy comment mã 40 giùm em cái ly mọc nè. 40.000 mã 40. Cái ly chút hồi nãy ai chốt 2 cái 40 đó mọi người. Giờ lấy thêm cái nữa kìa. Kìa, phải.
cái bình hoa thủy tinh dưới á. Bốn mươi em chốt cho chị Lê Nguyễn Bình Giao. 40 là gì vậy? Không, 40 chị Nguyễn Bình Giao này. Ba cái 40 rồi hả? Ok, lộn. Sorry, 40 là chốt cho chị Ly Mộc, à chị Sương Phan này. Chị Quỳnh Giao không có nha. Nè mọi người, em bán cho mọi người một cái bình hoa này. Bình hoa này hoa thủy tinh nha mọi người. Đây có còn tem đàng hoàng. Quá đẹp bên trong này. Rồi bình này em bán cho mọi người là 500 ngàn nè. Chốt mã 500 giùm em nè, quá rẻ luôn. Một bình hoa 500, mã 500. Bình hoa đen. Bình hoa đen 500 chốt cho chuột tí nè. Xuống em. Rồi bình hoa đen nè, anh Thúy Nguyễn Hữu ơi, bình này là bình thủy tinh này. Pha lê chứ lộn. Rồi bình này là bình pha lê nha anh. Pha lê màu. Bình pha lê màu. Bình này to cao này, để con đo đo cái kia, cái thước cho anh rồi em báo giá. Đâu rồi? Cộng dây đâu rồi? Cao của nó là 47. Bình cao 47, bình pha lê cao 47, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đẹp lắm. Rồi bình đó em bán cho anh là 1 triệu thôi, 950 thôi, chốt mã 950 này. 950 nghìn. Bình pha lê cao 45 gần nửa mét. 950 nghìn. Lấy comment mã 950 giùm em. 950 chốt cho anh chuột tí rồi, anh Thí Nguyễn Hữu ơi. Rồi cái đĩa này là cái đĩa Bizen. Rồi đĩa này bán mọi người 140 thôi, chốt mã 140 nè. Đấy, nguyên lạnh lành tít luôn, 140 chốt mã 140 nè. Mọi người chậm rồi. Rồi 20.000 một cái, chốt mã 20 kèm số lượng, có tổng cộng 2 4 6 7 cái. 20.000 một cái, chốt mã 20 kèm số lượng, 140 chốt cho Ruby Nguyễn. Rồi em bán cho mọi người một bộ 7 cái Bizen, 1 2 3 4 5 6 7, 7 dĩa Bizen nha mọi người. Đây chuyện ký của nó nè. 20/3 chốt cho chị Nguyễn Quỳnh Giao. Nè chuyện ký của nó mọi người, 7 cái 2 4 6 7, 7 cái em bán cho mọi người là bán rẻ ha, 600.000 nè, chốt mã 600 lấy 7 cái Bizen này. 600.000 mã 600. Dĩa Bizen nha. 20/2 chốt cho anh Long Hải Mai hai cái này. Ok anh, tiền ship anh chịu nha. Lấy hai cái nữa cho anh Long Hải Mai. 600 chốt cho anh Phạm Minh Đức nè. Rồi mọi người, em bán cho mọi người một cái dĩa mộc nè, một cái dĩa nè, quá đẹp luôn. Một cái tô lỡ chứ chuyện của nó nè mọi người. Rồi cái tô này em bán cho người là 40.000 cái tô, chốt mã 40 này. Rồi hộp này là hộp pha lê. Pha lê màu. Pha lê xanh Cuban. Hộp ly pha lê xanh Cuban luôn, ly cặp luôn. Rồi hộp này em bán cho mọi người là 100.000, chốt mã 100, đó bán rẻ luôn. 100k chốt mã 100 này. 40 em chốt cho chị Anh Long Hải Mai. 100 chốt cho chuột tí. Chị Danh Trần chậm, chị Công Chức Nga chậm rồi. Mọi người chậm hết rồi. Đây mọi người, cái ly quá đẹp luôn. Ly này bán mọi người là 15.000, mã 15 này. Ly mọc 15k, chốt mã 15. Thôi bây giờ là mini game đi nè. Lâu quá rồi, hồi chơi tiếp. Đây nè mọi người. Đây giải thưởng của mình đây, gấp lại cái bình. Em cũng chơi hết lóc chứ mọi người luôn. Đưa cái cao cao lên rồi. Đấy. Đưa cái gì đó, cái này là cao cao cho mọi người thôi. Lặt cái đít nồi lên. Cái gạt đèn thuốc kia không gì nữa. Đây mọi người, đây mini game luôn, là cái bình hoa gỗ này của mọi người. Đấy ha. Cho em một phiếu, à Lê Thi một phiếu nè. Ai chưa có phiếu mọi người ơi, comment lại giùm em chứ chưa có đặng em. Tôi cho mọi người phiếu này để không mọi người nói em mà sao không để phiếu cho mọi người. Rồi. Ôi trời.
Đúng rồi. Cái gì? Bên thầy kiểm tra con cái địa chấn như thế nào? Chuột tí chưa có. Nguyễn Loan chưa có nữa nè. Ok, Phạm Minh Đức có rồi anh. Nguyễn Thị Trang chưa có nữa nè. Rồi lẹ đi em ơi, hồi mọi người ngủ bây giờ. Nè nghe mọi người, rồi bắt đầu em bóc nha. Rồi em nhờ các bạn, bạn Bình vô bóc dùm nè. Bạn Bình vô bóc cái đi Bình. Ơi Phan Dương Na chưa có. Ngọc Thì chưa có. Rồi lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Rồi Bình vô bóc rồi, lẹ đi Bình, bóc lẹ bóc. Phan Bình đảo rồi, rồi đảo lên, bóc đi. Rồi đây, đây luôn mọi người ơi. Rồi chị Nguyễn Thị Trang luôn nè, chị Nguyễn Trang ơi chúc mừng luôn ha. Rồi chị comment mã tặng đi, chị lấy cái bình gỗ luôn. Rồi cuối dai like là một set trà anh luôn nha mọi người. Giữ phiếu lại cuối like chơi tiếp nè. Chị có mời mã tặng đi chị. Làm lấy mà ăn là sao? Ok, tặng tặng Nguyễn Thị Trang nè. Cái gì? Ok nè mọi người, dĩa chuyện của nó nè mọi người. Gọi cặp dĩa này bán cho người là 50.000 mã 50. Ok anh, 50 mã 50. Ai lấy comment mã 50 giùm em nè. Rồi một cái ly nè, ly uống rượu 15.000 mã 15. 15 mã 15. Rồi em bán cho mọi người một xe cặp chén chú tiểu nè. Một cặp chén chú tiểu. Chuyện nè, chén lam chú tiểu. Rồi quá đẹp luôn. Rồi cặp này bán cho mọi người là 45.000 thôi, chốt mã 45 nè, cặp chén chú tiểu nè. Cái đĩa oval to. Rồi đĩa oval này bán cho người là 35.000 mã 35 này. 35 mã 35. Quá đẹp luôn. Một cặp, một bộ ly men đá nè, quả hoa đào này. 35 chốt cho chị Dương Na này. Quá đẹp mọi người. Viền là viền sô cô la này. Rồi bộ 4 cái. 4 cái này em bán cho mọi người là 80.000 thôi, chốt mã 80 này. Bộ 4 cái ly 80.000 mã 80. Cái gì? Tô xanh là tô gì? Tám mươi chốt cho Danh Long Hải Mai này. Rồi chén cơm nè mọi người ơi, quá đẹp luôn. 50 ừ. Rồi 25.000 một chén nè, chốt mã 25 kèm số lượng này. Cái này có mấy cái? 4 cái. Bộ này 100k, chốt mà 100, ai lấy hết còn 100, còn không lấy thì 25.000 cái. Còn đĩa van size to không? Còn chị của van size to, lấy vô van size to. Hai mươi lăm nhân bốn chốt cho chị Nguyễn Quỳnh Giao này. Rồi nè mọi người, một cái ly vẽ tay, ly mộc vẽ tay chuyện nè, có chén cái lộn. Rồi chén này bán nè, bên trong nó 25.000 thôi mà lộn, 26.000 mã 26 này. Ai lấy comment mã 26 giùm em, cái chén quá đẹp luôn. 26.000 100 chốt rồi. Đây đây em có cặp oval nè mọi người, cặp này cặp làm bánh cũng được nữa nè, cặp oval to màu trắng này. Rồi cặp này em bán 120 nè, chốt ở 120 giùm em nè. 120 chốt ở 120 này. 26 em chốt cho anh Dũng Lê. Mã này 15.000 mã 15 nè, một ly mộc đẹp nè, 15k mã 15. 60.000 một cái, chốt mã 60 kèm số lượng có 2 cái. Ok, 120 chốt cho Lê Thi nè. Cái đĩa gì? Cái dĩa thô. À cái tô hả? Cho qua. Rồi ok, một cái chén màu đỏ luôn, chén trà màu đỏ nè mọi người, quá đẹp, bên trong vẽ lam. Chén này 20.000 mã 20. 60 Lê Thi là cái gì rồi? Không hết rồi. Rồi, một cái này để đọc lạ nè mọi người. Rồi nè, làm gì đây? 90.000 mã 90. 90.000 mã 90. 20 chốt cho Sa Nguyễn. 35.000 mã 35.
90 chốt cho chị Xuân Phan. Được 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 chị, lò đó để vào lò nướng được. Rồi ly này 15.000, mã 15 ly bọc đen 15.000. 35 là gì? 35 chút rồi mà. 35 chưa anh ạ. 35 là cái gì? Nó có nào 35? Có nào 35 không? Cái ly này là 15.000, mã 15. 15 chốt cho chị Nguyễn Quỳnh Giao này. Rồi ly xanh của ban 20.000, mã 20. Cái gì? 35 là cái này nè, đúng rồi. 35 là ok, Hà Thanh Nguyễn. 35, 20. 20 là chị Hà Thanh Nguyễn luôn. Rồi, một cái ly hoa đào vẽ tay luôn. Đẹp xịn sò. 24.000, mã 24. Rồi. Em có một bộ nè mọi người, một bộ gồm có một hai cặp. Một cặp chén cơm và một cặp chén chấm. À, một cặp chén cơm, cặp chén chấm. Cặp chén chấm em bán 30.000. Cặp chén cơm em bán 45.000. Ai lấy comment mã 45. Với 45 30 nha. 24 chốt cho sao Nguyễn này. Dạ mọi người, cặp lam này quá đẹp luôn nè. Cái này cùng bộ với cái bộ trà mà của chị nào mua đó, bộ chén này cùng bộ này. Lấy mọi người. Cho đủ bộ này. Ai sao Nguyễn hả? Rồi ăn cái cặp đi. Rồi em bán cho mọi người một bộ. Ê, một bộ Tassino. Ô, một bát Kutani. Lộn. Kutani vẽ hoa đào nè mọi người. Quá đẹp luôn. Một bộ tách Kutani vẽ hoa đào 5 cái. 5 cái bộ này bán cho mọi người 160.000, chốt vào 160 này. 5 cái 160.000, chốt vào 160 một bộ. Quá đẹp luôn, Kutani hoa đào. Chị thích ấm hơn hả chị? Ok chị. 160.000, chốt vào 160, sale gớm luôn, bữa nay sale thiệt, big sale luôn. Ồ, không, cái này khác. Ủa? 160, chết rồi. Nó chỉ còn có, nó có 5 cái thôi. Mấy cái? 4 cái đúng không? 4 cái. 4 cái à? Chị ơi, có 4 cái à nghe chị. Chị Ngọc Thùy ơi, nó có 4 cái à, 4 cái thì em bán cho chị là 120 thôi. Chốt 120 đi chị. 4 cái chị lấy comment ở 120 giùm em ha. Rồi. Cặp này, cặp này bán cho mọi người là 60.000 nè, mã 60 này. Chị Ngọc Thùy, chị có lấy thì chị comment lại 120 giùm em, 120 Ngọc Thùy này. Cặp này 60.000, mã 60 nè mọi người, lấy comment mã 60 giùm em nha. Quá đẹp luôn, hoa đào. Đây một cặp ly lam vẽ tay luôn. 60 chị Nguyễn Loan, Nguyễn Loan. Rồi một cặp ly lam vẽ tay luôn mọi người, chuyện nè mọi người. Rồi cặp này em bán cho mọi người là 50.000, mã 50 này. Đẹp quá đi. Full hết luôn, 50.000 mã 50. 50.000 mã 50. Rồi. Tam Thái nè mọi người. 50 chốt Bình Long Hải Mai này. Rồi một cái ly Tam Thái và một cái tô Tam Thái. Hai cái này mới gặp nó khác chuyện với nhau nha mọi người. Nhưng mà em bán ghép chung nhưng bán cho gà dễ nè. Rồi cái này bán cho mọi người là ly cái tô 51.000 mã 51 này. Quá rẻ luôn. Cốt dày cui 51.000. 51.000 mã 51. Rồi cái ly lam vẽ tay 15.000 mã 15. Ô chén chứ lộn. Chén lam 15.000. 51 chốt cho Dương nè. 51 được cái này. 51 một cái luôn này luôn. Rồi em bán cho mọi người nè, ba cái dĩa, ba màu. Này bán gì trời? Gớm phải không? Gớm hay nhựa?
không biết bằng gì nữa, bằng gỗ. Ba cái dĩa gỗ nè mọi người, mà nó sơn màu vậy nè, ba cái bán 60.000, mã 60, bán rẻ luôn. 20.000 mã 20 con thỏ này, bộ mấy cái? Rồi em bán một bộ ly cutani 3 cái nè, vẽ là vẽ cảnh này, 60 chốt cho Lê Thi, 20 chốt cho Ruby. 10 là cái gì? Hả? Con thỏ. Rồi nè mọi người, em bán cho người bộ 3 cái ly cutani nè, quá đẹp luôn, vẽ cảnh nha, chuyện này đẹp xuất sắc. Rồi 3 cái bán cho mọi người là 90.000 mã 90 này, 3 cái cutani vẽ cảnh 90.000 mã 90. 90.000 mã 90. Rồi một cái tách lam luôn, tách lam này bán 25.000 mã 25. 90 chốt cứ cười lên cái coi này. Anh Nguyễn Long Hải chậm, Lao Long Hải Mai chậm rồi. Ly có quay hả? 25 chốt Hà Thanh Nguyễn. Ly mọc có quay hay là ly gì chị? Ly mọc hay ly gì? Thôi giờ nè, lên nè, bán nè, tính không bán rồi để thôi bán rồi. Chuyện nè. Một cái ly mọc xanh riêu, quá đẹp luôn. Rồi ly này bán cho người là 40.000, chốt mã 40. Cappuccino không? Bốn mươi chốt cho Hà Thanh Nguyễn. Cái tô vàng vàng bên trái em này chị, này hả, cái này là cái trái gì đó, chiếc cà chứ gì đó. 25.000, lấy comment mã 25 giùm em. 30 là cái gì ta, không mã nữa. Rồi bốn ly mọc đẹp chưa, 60.000 mã 60. Sáu mươi nghìn mã 60. Ồ quá đẹp nè. Bán cho 11 cái ly Hagi, ly mọc Hagi chuyện nè, vẽ tay 60 em chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn. Đúng rồi, đây nè mọi người, vẽ tay này là lỗi men nha, chứ không phải là do bể mẻ gì đâu, chuyện quá đẹp luôn. Rồi ly này bán mượn ơi, bị tóc thôi không, không phải. Rồi ly này bán cho người là 30.000 thôi, mã 30 này, 30.000 mã 30, 30.000 mã 30. Rồi một cái ly xanh Cuban, vẽ hoa, vẽ bằng tay, vẽ tay này, 30 chốt Phạm Hiền này, Phan Hiền. Rồi đẹp quá nè. Rồi ly này bán, cái chung này bán cho người 40.000 mã 40 nè, men rạng. Rồi bị tóc rồi, tóc rồi, tóc rồi, tóc rồi, tóc rồi, tóc rồi. Thôi quỷ, quỷ quả này nha mọi người, mã tặng nè, ai lấy comment mã tặng em tặng nè, tặng luôn 40 xả nha, bị bẻ rồi, bị tóc rồi, ai lấy comment mã tặng em tặng, không bán. Cái tặng Sương Phan này. Rồi em bán cho mọi người một bộ 4 cái tách mộc, 4 cái tách mộc, quá đẹp nè, xuất sắc cho mọi người, men chảy luôn, tách mọc men chảy luôn. 4 cái, 4 cái bán cho người là 100k, chốt ở 100 này, chén to nha, 100.000 chốt ở 100, 4 cái, lấy comment ở 100 dùm em. Rồi em có một cặp ly chú tiểu luôn, không phải chị Dương Na ơi, chị Xuân Phan trước, 100 chốt cho Sao Nguyễn. Rồi em bán cho người một cặp chén chú tiểu nè, đẹp xịn sò, cặp ly chú tiểu, cặp này bán mọi người 40.000 mã 40 này, quá đẹp. Dì Bình 40.000 mã 40. Rồi một cặp ly phu thê luôn, một cặp ly phu thê, cặp ly Hagi của phu thê nè mọi người, quá đẹp. Rồi cặp này em bán cho mọi người là 65.000 mã 65 này, một cặp ly phu thê 65k mã 65 Hagi. 40 em chốt cho chị Nguyễn Lon, Nguyễn Lon 65.000 cặp phu thê Hagi, 65 chốt chị Hà Thanh Nguyễn. Rồi nè mọi người, em có ly Hagi vẽ tay luôn, chuyện nè, có mã số 2428 nè, vẽ tay chuyện này bán 30.000 mã 30, xuất sắc chưa cutani này,
Đẹp chưa? Chuyện nè. Rồi cái ly này bán 50.000 mã 50. 50.000 mã 50. 30 chốt cho anh Dũng Lê. 50 chốt cho Phạm Minh Đức. 50 30 này. 50 là cái này nè. 50 Phạm Minh Đức rồi. Rồi em bán cho mọi người bộ 3 cái tách nè. 3 cái tách trà, 3 cái chén trà hoa đắp nổi luôn nha mọi người, chuyện của nó nè. 3 cái em bán cho mọi người rẻ luôn, 60.000 mã 60 này. Hoa hồng đắp nổi nha, 60k mã 60. Chị ơi mã 50 em coi rồi chị ơi. Hồi 50. Sorry 50 là anh Phạm Đức, em xin lỗi nha, chị Xuân Phan trước nha. 50 chốt cho chị Xuân Phan. Trời quên hoài, hôm nay đây làm chị tôi hụt hẳn hoài ta. Rồi em bán cho người một bộ cutani nè. Vẽ hoa đào 3 cái. Rồi 3 ly này bán người 105.000 chốt ở 105 này. 105 chốt ở 105. 30 chốt chưa? Chưa nghe từ từ. Ô, trời ơi đừng hẳn chị. 60 chốt cho Ruby Nguyễn. Rồi em kéo rồi, thấy rồi đừng hẳn nữa, tội em quá. 105 chốt cho chị Nguyễn Loan, Nguyễn Loan. Không phải khác. Khác. Rồi một cái ly này nè cho mọi người. Ly này bán mọi người 20.000 mã 20 nè, lấy comment mã 20 giùm em nè. Một cặp chén sọc nè. Một cặp chén chấm sọc luôn, quá đẹp luôn. Cặp này bán 40.000 mã 40. 40.000 mã 40. 20 chốt cho Ruby, do chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn chứ lộn. 40 chốt cho Ruby. Rồi một ly Kutani. Quá đẹp. Ly này bán cho người là 38.000 mã 38 này. Một ly Kutani 38.000 mã 38. Rồi bộ 3 cái dĩa luôn. Bộ 3 cái dĩa hoa như thế này nha mọi người. Đấy chuyện của nó nè. Rồi 3 cái bán cho mọi người là 60.000 mã 6, 55.000 thôi mã 55. 3 cái 55k, 38 chốt anh Phạm Minh Đức. Chị Lê Tiết Bạch chào chị. Chị Sẩm ơi. Rồi em bán cho mọi người một bộ chén cơm này. Bộ chén cơm. Bộ này 55.000 nè mọi người, 3 cái dĩa hoa quá đẹp. Bộ chén cơm, chén cơm hoa đào nha. 15 cái. Bộ này có 15 cái. Đây. Một cái em bán cho mấy chị là 35.000 một cái, chốt mã 35 kèm số lượng, có tổng cộng là 15 cái. Ai lấy comment mã 35 kèm số lượng giùm em nha, có 15 cái. Rồi chén cơm lam. Hả? Chén cơm lam nè mọi người, quá đẹp luôn. Chén này em bán cho mọi người một cái là 25.000 một cái, chén cơm này chốt mã 25 kèm số lượng này, em có tổng cộng là bao nhiêu cái? 15 cái. Cái này cũng 15, cái này cũng 15. 35 nhân 10 chốt cho chị Ruby Nguyễn nè. Chọn 10 cái chị nè. 7. Trời bộ này đẹp lắm. 10 cái cho chị Ruby Nguyễn. Mã 10 là gì? Chi tiết 10 là gì vậy? Lấy 25 nhân 10 chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn nè, cái này 10 cái nè. Ok chị đợi em cái 2 4 6 8. Đưa cái chén hoa đào lên kích thước coi. Đo kích thước. Mỗi cái còn 5 cái nha mọi người. Bộ chén màu xanh ngọc trên kệ là cái gì? Đâu? Không thấy đâu chị. 25 nhân 6. Chị ơi còn có 5 cái hả chị Nguyễn Quỳnh Giao ơi, lấy 5 cái nha chị Giao. Sửa lại 25 nhân 5 cho chị Giao 5 cái này em. Chị đó. Chị là cái gì chị Tiết ơi? Cho cái kích thước chén đào cho anh coi, chén hoa đào đưa anh coi. Anh đo cái thước lại cho chị. Cái dây đâu rồi? Lấy cái lẻ ngoài đi. Cái này mọc rồi. Cái dao đâu rồi? Cái thước của anh đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Đường kính của nó là 10 nha chị. Đường kính là 10, cao của nó là 7 nha. 10 cao 7 nha. Quá đẹp. Em còn 5 cái nè mọi người, ai lấy luôn nè mọi người, 35.000 cái. Ok chị. Chén xanh đó hả? Chị lấy mấy cái? Chị Tiết ơi, chén xanh nó còn 5 cái, lấy luôn không chị Tiết? Lấy thì comment giùm em mã 25 nhân 5 nha. Mình giao xả rồi. 35 nhân 7 chị Cung Tiết Nga. Chị Cung Tiết Nga em còn có 5 cái nè chị Cung Tiết Nga ơi. Lấy 35 nhân 5 giùm em đi ha.
Ok, comment lại mã 35 nhân 5. Chị Tiết còn 5 cái lấy luôn không chị Tiết? 25 nhân 5 nha chị. Rồi, một cái ly nè, vẽ nè quá đẹp luôn, ly hoa. Ly này bán mọi người là 15.000 mã 15 này. Ok, 35 nhân 5 chị Cung Tiết Nga 5 cái nè. Quá đẹp luôn, bộ chén. Gì vậy là bình. 15.000 mã 15 nha. Rồi bộ dĩa mộc. Em bán cho mấy chị một bộ dĩa mộc nè, hoa này, mỗi dĩa là một cái loại hoa khác nhau nha. Xuất sắc luôn á. Bộ này gồm có 2 4 5 cái, 5 cái bán 100.000 nè, lấy comment ở 100 giùm em nè. 20.000 một cái dĩa mộc rồi, ở đâu rẻ gì. 100.000. 25 nhân 5 chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn. Không, là 5 cái lam kìa. Có 5 cái thì chị Hà Thanh Nguyễn ơi. Để một hồi nó kiếm có em để cho chị. Kiếm có em để thêm vô cho. Chén nó có còn không? Nó còn á. Chén là thứ đó đó. Mà để hồi kiếm sao, để vô sau cho chị. Nè mọi người, một bộ này có 100k à. À ok chị. Nãy chị lấy 10 cái đúng không? Chị Hà Thanh Nguyễn, giờ chị lấy 5 cái là 15 cái đó. Dạ, 100k này, 5 cái chốt 100 giùm em nè. Đây chén cơm chú Tiểu luôn mọi người ơi. Hàng của em bán hả, em không cần lời nhiều đâu, lợi xíu cũng được nữa. Miễn vui là được. Đây mọi người, cặp chén cơm chú Tiểu em bán cho mọi người là 40.000 mã 40 này. Đây, 40k mã 40. Rồi một đồ quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè. Rồi cái này 41.000 mã 41 cái tô nè. 41.000. 40 chi tiết này. Rồi một cái ly mộc men tuyết nè mọi người, vẽ lá này. Vẽ xanh lá nè, cái này bán cho mọi người là 15.000 thôi, mã 15. 15.000 mã 15. Rồi một cái tô lỡ này. Tô lỡ mộc nè, vẽ này. 35.000 mã 35 cái tô lỡ. 15 chốt cho chị Nguyễn Loan này. Đưa đây chén xưa. Ly hoa đào xanh. Đây ly hoa đào xanh 30.000 mã 30. 15 là cái ly nhỏ này. Hả? 15 là cái ly nhỏ đó, 35 là cái này, 35 chốt cho Sao Nguyễn. Rồi. Thấy chị Minh Tuệ ơi, Ruby Nguyễn 30. Rồi em bán cho mọi người 3 cái dĩa xưa này. 3 cái dĩa sâu lòng xưa hay cái tô cái gì đó không biết nè. Đấy, đồ xưa nha mọi người. Rồi một cái là 40.000 một cái chốt 40 kèm số lượng có 3 cái này. 40.000 một cái chốt 40 kèm số lượng có 3 cái. Rồi một cái cốc hoa đào này bên trong nè. 25.000 mã 25. 25.000 mã 25. Rồi em bán cho người một cặp chén nè. À, này là sứ xương. Ha, vẽ hoa lá cành như vậy nè. Cặp này 45.000 mã 45. 40/3 chốt anh Quỳnh Cai Sơn này, 25 chốt cho chị Ruby Nguyễn này. Chị Hà Thanh Nguyễn chậm này. Đi bảy. Bỏ ra đi, bỏ đi. 40/3. À, 25 là cái ly này. 45 là của chị Tiết. 45 chốt cho chị Tiết Bạch nè. 45 là cái cặp này nè. Rồi cặp chén lam men sa, cặp chén lam hoa sáng xoắn nè mọi người. Đẹp quá chuyện nè. Rồi cặp này bán cho mọi người là 40.000 mã 40 nè. Lấy cho em mã 40 giùm em nè. Ôi nè, quá đẹp luôn. Ly hoa đào, ly cutini hoa đào to nha mọi người. Bộ 3 cái bán người 120 nè, chốt 120 giùm em nè. Ai lấy comment 120 giùm em, quá đẹp quá xuất sắc luôn. 40 em chốt cho Dương Na. Rồi một cái ly cutini luôn mọi người, ly này bán 40.000 mã 40. 40.000 mã 40.
Bây giờ nó xuất hiện 4 cái rồi mọi người. 4 cái bán cho người 150, chốt bao 150 nè. Ai lấy comment 150 giùm em, 150. Ok anh, để em lên liền. 150 nha. Rồi để em lên hàng Vĩ Lam cho mọi người. 40 chốt cho Sa Nguyễn. Sa Nguyễn 40 lại này. 150 chốt chi tiết. Ê nó nghe nè, em kiếm cái bình rượu nào mà đẹp đẹp đó anh, à, cho chi tiết lại coi ta. Đâu anh bển á, coi có không? Bình sake á mà phải đẹp nha. Ê, bình men đá đó kìa, sake đá kìa. Nè mọi người, em bán cho mọi người một cặp ly Sino nè mọi người. 150 chốt rồi chị ơi. Đây mọi người, cặp ly Sino, cặp này ly là ly to nha mọi người, ly này cỡ 200-250 ml á. Nè, vẽ tay nữa nè. Cặp này em bán cho mọi người là 199.000 thôi, bán mọi người 99.000. Một cặp này 99.000, chốt mã 99 giùm em nè. Đấy, 99.000 mã 99. Bình trà hoa đào. Như bữa mình có phải không? Chị Tiết ơi, 99 chốt cho chị Sương Phan. Chị Tiết, bữa hôm bữa bể cái bình sake của chị, bây giờ em đền chị cái này được không chị Tiết? Đẹp nè. Nếu chị ok thì comment chữ tặng đi, em tặng chị lại cái này nè. Còn không thì để nữa em trừ tiền lại cho chị. Rồi, 40.000 mã 40. Ok, tặng chị Tiết nè. Em cảm ơn nha chị. Bốn mươi chị Xuân Phan này. Rồi em bán mọi người bộ ba cái chấm này. Quá đẹp luôn, cái này bị mẻ bỏ. Hai cái 30.000, ai lấy comment mã 30 comment mã tặng cái này. Dạ em cảm ơn chị á. Đây. Rồi, tiếp. Bộ ba cái dĩa ly thư pháp hả? Ok chị đợi em chút. Bộ ba cái dĩa nè. Ba cái bán cho mọi người là 60.000 mã 60. Ba cái 60.000 mã 60 ly thư pháp đem chơi. Rồi, ly thư pháp, ly này 50.000 mã 50 hàng hộp. 50.000 mã 50 và còn cái ly to đó. Hàng hộp là 50.000. Rồi cái ly to này bán cho mọi người là 65.000 mã 65 này, quá to luôn. Đấy, 50 chốt cho Ruby. Xin lỗi anh, tại vì em comment nhiều quá. Để em, ngày mai em soạn có em ưu tiên cho anh ha. Hình như cái dĩa lam đó như còn một cái nữa. Dĩa lam thứ nãy dĩa chủ nhật đó kiếm cái nữa cho ảnh coi. 65 chốt cho chị Hà Thanh Nguyễn nè. Rồi cái ly mộc. Quá đẹp luôn. Chuyện nè. 20.000 mã 20. Rồi một cái ly Hagi luôn mọi người ơi. Ly mộc Hagi chuyện nè. 25.000 mã 25. Rồi một cái ly lam luôn, 15.000 mã 15. Lam xưa. 19.000 mã 19. 25 chốt chi tiết này. Hai cái đĩa lam như vậy chị lấy nhé. Ok chị. 15 chốt cho chị Tiết. 15 không được rồi, 15 mẻ rồi. 15 xả nha chị ơi, 15 tóc rồi, chị lấy comment mới tặng em tặng chị nè. Bị tóc rồi, chị Tiết, ưu tiên cho chị Tiết nè. Mã 15 mẻ em bỏ nha chị. 20, 18. Nè, 15 lại nè, mã 15. Tặng. Rồi em bán cho mọi người một cặp này. Ồ đẹp quá mọi người ơi. Cặp gì chấm này. Cặp này 30.000 mã 30. Lấy comment mã 30 em chuyện này. 30.000 mã 30. Rồi một set trà mini luôn. Set trà mini. Quá đẹp, set trà hoa mini. Rồi set này bán cho mọi người là 90.000 mã 90 này. Ai lấy comment mã 90 giùm em nè. 30 chốt cho Dương Na này. Chị Cung Tiết Nga sao này. Rồi một cái chén cha, một cái chén luôn, một cái chén vẽ vàng như vậy nè.
35.000 mã 35. Bình mọc trước mặt màu lâu đi anh. Ok, bình đó là bình Antimo nha. Bình Antimo vẽ vàng. 35 Nguyễn Hảo. Đây là bình Antimo vẽ vàng nha mọi người. Đẹp lắm. Nè, có những cái vết chạy xước nè, bình là bình kim loại nè. Đấy. Quá đẹp luôn, rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, bình này em bán cho mọi người là 600 nè, lấy comment mã 600 giùm em nè. 600k. Chốt mã 600 giùm em. Rồi em bán cho người một tô lam này, tô lam hoa sắn nè mọi người. Chuyện này. Tô này tô to nha. Sáu trăm chốt cái chuột tí nè, nó có những cái vết chày trên cái bình nha, báo gọi nha mọi người. Rồi bình này, cái tô lam này là size 16 nè mọi người, tô lam size 16, tô này em bán cho mọi người là 50k nè, mã 50 này. Ôi bị tóc rồi, bị tóc rồi, quỷ tóc của quỷ. Rồi một cái ly trà vẽ cảnh nè, có hàng double phonix nè, nico nè, 30.000 mã 30 này. 50 bị tóc rồi xả anh ơi, 50 tóc rồi xả nha chị Ruby Nguyễn. Bị tóc rồi. Tân tân nhưng mà nó bị tóc rồi, nứt rồi. Bán sao bán được. Đúng rồi, nhưng mà nó bị tóc, mình thấy mình gọi gàng đâu bán gì được em. Thấy vậy tin tin của em không là gì? Hả? Ok, tặng Ruby Nguyễn cái tô đi nè. Gì vậy? Đâu rồi? Rồi tô nhẹ lắm, nhìn không biết luôn á. Đây mọi người, tô lam rồi, tô này là cũng là 50.000 nè, mã 50 nè. Lấy comment mã 50 giùm em nè. Rồi cái muỗng, ai lấy comment mã tặng, em tặng mọi người cái muỗng nè. Đĩa lam lớn em chốt rồi chị ơi. Đĩa lam lớn à, khách chốt rồi. Mới vừa chốt. 50 chốt cho Dương Na. Ok, em tặng cho chị Dương Na. Rồi Nhung, chào Nhung, chào chị Yến luôn. Hả? Tại sao? Rồi em bán cho mọi người một bộ này ba cái ly này. Ô bộ đồ, bộ ba cái gì? Ba cái tô. Ba cái dĩa sâu lòng, mọi người làm em hết hồn hoài thiệt chứ. Này ba cái dĩa sâu lòng nha mọi người. Dĩa lam sâu lòng ba cái này em bán cho mọi người là 80.000 thôi, mã 80 này. À chị hỏi là tiền vô tài khoản anh chưa? À bao nhiêu chị à? 80. 80 chốt chị Dương Na này. Em chưa có kiểm. À vô rồi nghe em. Vô rồi. Biết ai không? Học rủ. Vô rồi nha em ơi. Lúc nãy tô lam lớn tóc không chị, mã tặng thì nãy là tặng là Ruby tặng một cái ly này là ly hoa lavender màu tím nè, 40.000 mã 40. 80 xăm minh gam dán như bình. Trời ơi đẹp quá. 50.000 mã 50 cái gì á, 50k mã 50. Là 80 nè, 50.000 mã 50. Bình cái bộ dĩa này, bộ chén này gửi lại bình. Bán được chứ sao bán. 50.000 em chốt cho chị Xuân Phan.
50 là gì vậy? 50 là cái gì á? Nè mọi người, em bán cho người cặp dĩa mini nè, cặp dĩa mini cặp này bán người là 20.000 mã 20 này. Lên bình hoa đi nè. Hai mươi chốt chị Minh Tuệ. Rồi em lên cái này nha mọi người, em lên một bộ xuất sắc này luôn. Mấy cái ly mọc cao 40 của em à? 40 hả? Để coi lại nha. À đúng rồi, 40 là chuột tí. 40 là cái gì? À, ly lavender. Cái ly lavender 40. Một cặp chén. Cặp chén này bán cho người là 30k mã 30 này. 30.000 mã 30. Rồi cái ly mọc men tiêu. Ly này bán 20.000 mã 20. Ba mươi chốt cho chị Ruby. Rồi một cái ly, một cái chén hoa đào quá đẹp luôn mọi người ơi, xịn sò viền sô cô la luôn. Chén này bán cho mọi người là 40.000 mã 40 này. Ai lấy comment mã 40 giùm em. 20 sao Nguyễn. Rồi tiếp. Rồi em bán cho người bộ 4 cái ly lam này. Bộ 4 cái ly lam. 20 rồi phải không? 20 sao Nguyễn rồi đúng không? 40 là Ruby Nguyễn. Rồi. Cái này nè, cái này 40 nữa nè. 20. Rồi. Ok, bộ 4 cái ly lam này em bán cho mọi người là 60.000 thôi, mã 60 này. 4 cái lam 60.000 mã 60, 4 cái ly lam 60.000. 4 cái 60 chốt mã 60 này. Rồi, hai cái dĩa. Hai cái dĩa mini. Nè có cái nó bị lỗi ngay đây nha mọi người. Cái này còn nguyên nhưng mà nó bị nè, lành tít luôn. Rồi cặp này bán cho mọi người là 40.000 mã 40 này. Ủa 40 hoài vậy ta. 41.000. Cặp này 41.000. 41.000 nha, có cái bị mẻ xem xíu nha. 41.000 cặp này chốt mã 41 nè, về trưng bày nè. 41 chốt mã 41. Rồi mẫu chén mọc 20.000 mã 20. 41 chốt mã 41. Rồi cặp lam này luôn, cặp lam này bán cho người là 30.000. Rồi cặp ly lam. Cặp ly lam. Chuyện là mọi người viền sô cô la quá đẹp luôn. Rồi cặp ly lam này bán cho mọi người là 60.000 mã 60 hàng hộp này. Lên hàng đẹp đi. Đây. Quá đẹp luôn á. Ôi ôi nè, xuất sắc chưa? Bị cái mẻ rồi. Ba cái 60. Comment thêm mã tặng, lấy luôn cái ly này luôn. Ba cái 60.000. Chốt mã tặng. Rồi ba cái dĩa mộc mọi người, ba dĩa mộc này 50.000 mã 50 này. Đơn hàng đẹp bán coi. Đây. Dĩa chuột Mickey. Chỉ trái tim luôn. 60 chốt cho chị Nguyễn Loan, Nguyễn Loan này. Trời ơi, 760 là nguyên cái cặp này. Khi mà tặng nữa chị Loan ơi. Khi mà tặng nữa, tặng cho chị cái này nó bị mẻ cái chân xíu nè. Rồi bán cho mọi người cặp này 40.000. Cặp dĩa này bán mọi người 40.000 mã 40. Ô đẹp quá đẹp nè, dĩa mộc nè. Dạ chị mấy mã tặng giùm em đi. Có bộ 10 cái chén cơm không? Có chị. Mà nó hiện tại nó có 9 cái hay được không? Lấy bộ 9 viên cơm ra đây. Ờ đúng rồi. 9 cái. Biết có bộ 10 không? Không. Nè chị ơi, còn 9 cái à. Lấy không? Đây bộ này đẹp nè chị. Nguyên bộ luôn. 9 cái. Có rồi. Chị Văn á, Văn là tặng á. Có sale bộ mộc.
lộ hoa mộc đẹp không hiếu. Có anh. Anh muốn sale em sale hả? Nè chị. Chén sâu lọc đây. Chén lòng cao mà đâu có lòng thấp đâu. Rồi em hiểu ý của chị rồi, chén cao cái gì. Hơi nông á chị. Ok. Thì để họ có cái kia em bán cho. Rồi mọi người lấy cái đi, bộ này có 9 cái em bán cho mấy chị rẻ luôn, 9 cái bán mọi người 170 thôi, chốt mà 170 nè. Chưa tới 20 nghìn cái nữa. Đây đưa anh cái dĩa sắn nữa. À đây bên kia. À. Đấy. Rồi em bán cho mấy chị tiếp nè. Một cái dĩa nè, dĩa lam quá đẹp luôn. Rồi dĩa lam này bán 40 nghìn mã 40. Ôi. Một cái chén nè. Xịn nè. Rồi chén này bán 25 nghìn mã 25. Mili. Bộ mili 1, 2, 3, 4 2, 4, 6 cái. 6 cái mili này bán cho mọi người là 90 nghìn mã 90 nè. Ai lấy comment mã 90 giùm em nè. Chén sâu lòng có mẫu thô hay màu nâu không ạ? À? Màu nâu có chị. 25 sao Nguyễn. Cái này là chén sâu lòng mà. Chén sâu lòng màu nâu có đâu. Mình có một bộ mà. Một bộ nâu hay bộ đen rồi đó. Đây kìa. Men chảy đó. Bên trong đó là gì đó. Rồi mọi người một cái dĩa mộc nè. Quá đẹp luôn, hoa đào vẽ hoa đào. Dĩa này bán cho mọi người là 45.000. Cái này nó bị lỗi là lỗi men nha mọi người. Nè, bình thường thấy nè, 45.000 mã 45. Rồi, bộ dĩa sâu lòng luôn. Dạ, đen có chị, để mai em gửi cho. Hình như Đà Nẵng anh có một bộ cơm đen á, bộ chén cơm đen á. Cái cơm mọc đen á, Đà Nẵng coi coi. À để chơi lên bộ này cho mọi người nè. Nè mọi người em có một bộ dĩa này nè. Bộ dĩa này em có tổng cộng là 9 cái viền vàng nha mọi người. Dĩa hoa viền vàng rất là đẹp luôn. Một cái bán cho mấy chị là 30.000 một cái thôi. Chốt mà 30 kèm số lượng có 9 cái này. 30.000 một cái chốt mà 30 kèm số lượng giùm em. Có 9 cái 30.000 cái chốt mà 30 kèm số lượng. Em có tổng cộng là 9 cái. Quá đẹp luôn. Đây hàng mới cáo luôn mọi người. Rồi bộ dĩa tới bộ tô. Đẹp chưa? Chuyện nè mọi người. Bộ này gồm có 4 cái, 4 cái bán cho mọi người là 80. Ai lấy comment mã 80 giùm em nè. Ai lấy comment mã 80 giùm em. Rồi mọi người đợi cho em xin 30 giây. Em lấy bình hoa, lấy đồ lên bán cho mọi người nè. Bộ không có, màu đen cái gì nè. Đâu đó đó Bình, vô trong đó không có không. Hoặc cái gì nè. Ở trên kho. Kho giờ làm gì có mà. Bởi vậy rồi đi. Mình nó lên chảnh mình ra giờ này nó cố không dám lên. Ê đâu có kỹ là coi mấy đứa. Hình như đâu đó đó. Hình như có không. Giấu mấy cái này chi không biết. Khổ quá đem ra bán. Ông để nó có làm gì. Đi cho nó tui đó. Đi tự nó tui đó. Nè. À để đi bằng. Để đi mọi người đi ngủ chơi nè. Dầm tê đeo với cái tên mặt. Ủa là tròn. Gấp như thế. Tùy xương tròn. Ủa Xuân Đoàn luôn đấy. Tôi trùng tên với cả bác Xuân Đoàn. Nè. Mẹ hư đúng không? Ok
Mời bác. Trời ơi, máu chui chưa. Rồi, ok, lên tiếp đây, quay trở lại. Rồi, bán cho mọi người một cái dĩa lam. Một cái dĩa có quay luôn. Cây hay cái dĩa gì cũng được ha. Dĩa lam quá đẹp luôn, quá đỉnh luôn. Một trăm k chốt vào 100 này. 100.000 chốt vào 100 dĩa lam. Đường kính tính từ quay này đến quay kia nha mọi người là 38. Chốt mã 100 giùm em nè. Ai lấy cặp em mã 100 giùm em nha. 100 chốt cho chị Danh Trần. Rồi mọi người, bán bộ 3 cái dĩa, 3 cái tô. Quá đẹp luôn. 3 tô, xuất sắc, viền sô cô la. Bộ 3 cái này bán cái 30.000 mã 30 kèm số lượng này, có tổng cộng 3 cái này. 30.000 cái chốt mã 30 kèm số lượng này. Kìa cái tô lam đó, tô đá nữa thấy không? Cặp vào sino vàng đó, cầm nó đắp nó đắp nó lấy lên bán đi. Lại gì nữa? Ok, 30 trên 3 em chốt cho Sương Phan này. Rồi mọi người, em bán cho mọi người một cặp cái bộ tô này nè, một bộ chén chứ lộn, chén hay tô gì cũng được. Xuất sắc luôn. Tô nha mọi người, bộ tô lỡ nha. Tô lỡ mà cái sâu mà. Chuyện. Quá đẹp luôn. Rồi bộ 3 cái này em bán cho mấy chị là 250.000, chốt mã 250 giùm em nè. Bộ 3 cái này 250.000, chốt mã 250 giùm em. 3 cái tô nở 250.000. Lấy cái gì thôi này mà hồng quá. 250.000 chốt mã 250 giùm em nè. Ai lấy comment mã 250 giùm em nha. Rồi cái nồi, nồi này bán cho mọi người là 30.000 mã 30 này. Nồi 30k mã 30. Phải. Nồi nó phải. Có 30 trên 3 là gì vậy? Ôi mẹ này, anh bấm chưa? Ai bấm lanh quá, người ta nó 3 cái đó 250.000 của người ta. Hai xong rồi. Xuân pha, xuân pha. Rồi 30 nữa là 30. À, 30 em chốt cho chị Nguyễn Thị Trang này. Nồi. Rồi cặp dĩa, cặp dĩa hoa hồng này nè. Nè tem mạc nè mọi người, cặp này 50.000 mã 50. Rồi cái nồi. Rồi cái này bán cho người là 45.000 mã 45. 45 mã 45. Rồi cái màu vàng này luôn. Cái màu vàng này đặng to nè, 50.000 mã 50. 50 chốt cho chị Ruby. 50 Ruby. Đúng rồi. 45 là anh gớm Wabi Sabi. 45 là cái nồi này nè. Rồi 50 em chốt cho chị Nguyễn Thị Trang. Lấy cái quài lên bán. 3 cái ly lam. Rồi cái nồi này đã bán 40.000 mã 40 nè. Làm bánh có quay 40.000. Đây mọi người, bán cho người 3 cái ly lam này. 3 cái chén lam chứ. 3 chén lam này bán cho mọi người là 50.000 mã 50 nè. Lấy comment mã 50 giùm em nè. 50.000 mã 50. Rồi một cái ly 20.000 mã 20. Một hộp nữ trang lam luôn mọi người. Bán mọi người hộp này 30.000 mã 30 nè. 20 chốt cho anh gớm Wabi Sabi nè. 20 là cái ly. Ba mươi là cười rồi cái coi nè. 30 là cái này nè. Rồi một cặp chén mộc đẹp xịn sò, mới cáo luôn. Rồi cặp này bán cho mọi người là 50k mã 50. Ok, anh xả cái ly. Cái ly chốt lại cho Ruby Nguyễn. Mã 20 chốt Ruby Nguyễn.
Rồi mọi người, đây cái nồi nhà chuyện nè, cái này 45.000, mã 45, chốt mã 45. Ok anh, không có gì anh. 45 mã 45. 45 chốt cho anh gốm wabi sabi này. Rồi. Trái đào 25.000, mã 25. Chén đỏ luôn. Bên trong vẽ lam. Chút, chén này bán 30.000, mã 30. Đào không lấy cái bổ lên đâu, đám nó lên. Cái đám nó đó. Là anh chỉ em đó, không lấy lên. Có lộ hoa mộc không? Để anh chờ. Ồ quên, xin lỗi anh. Bình bình lấy lại lấy bờ lộ hoa mộc tranh cái bình. Trời ơi, nãy giờ để anh chờ tội nghiệp quá. Kìa. Thôi đi anh. Anh chờ em chút, em bán nghĩa anh. Nè anh Tài ơi, đây mình có tay quay chứ nè, mình có tay chứ nè. Rồi mọi người, lên bình hoa xíu nha. Đây 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 đây. Nào mọi người, em bán cho mọi người một cái bình hoa mộc này có tay này. Ha. Rất là đẹp luôn, men chảy. Mã số. Chuyện à mọi người. Phải không? Quá đẹp luôn á, không thể cưỡng từ được cái vẻ đẹp của nó luôn. Rồi bình này to nha mọi người, bán mọi người rẻ luôn, cái bình này bán mọi người là 450 nè. Ai chốt mã 450 giùm em nè. Bình này là bình cao là 13, miệng bình là 13 nha. Bình cao là 32. Em bán mọi người 450.000. Bảo đảm không có đâu bán rẻ hơn em luôn. Anh Tài chốt đi. 450 chốt anh Tôn Thất Nhật Tài này. Tiếp. Một bình mộc luôn. Đẹp chưa anh? Nè. Khóa đẹp. Rồi bình này bán cho mọi người là 370.000, chốt mã 370 này. Ôi rẻ dữ vậy trời. 370.000 chốt mã 370. Quá rẻ luôn. Rồi cái bình mộc đẹp. Đây một cái bình mộc luôn, chuyện nè, quằn quại luôn. Men chảy, quá đẹp luôn, kiểu dáng hình trụ này. Rồi bình này bán cho mọi người là 400.000 nè, chốt mã 400 nè, cái bình hoa này nè. 400k chốt mã 400. Ôi. Nó bị mẻ miệng nè một xíu nè mọi người, bình mộc này bị mẻ miệng nè. Rồi bán rẻ luôn. 200k thôi, mã 200 này. Ai lấy cặp em mã 200 giùm em nha, 200.000 mã 200. Trời ơi. Đại quá. Một bình hoa mộc. Và khúc độc. 200 chốt anh Tôn Thất Nhật Tài nè, bị mẻ cái miệng xíu anh Tôn Thất Tài. Rồi cái này quá đẹp luôn, bự nè. Chuyện nè mọi người. Rồi cái bình hoa này, cái này bán cho người là 750.000, chốt mà 750 nè. Cái lọ hoa mộc này 750.000, chốt mà 750. Chuyện nha. 280.000, mã 280. Ui. Rồi cái mộc này lạ lắm nè, đẹp nè. Mộc này bán 300.000, mã 300 này. Đấy. Ok, đưa bình 200 cho anh. Bình 200 coi anh lại một cái. Rồi, đổi nha, sang kẻ mã nha. Anh bình này rất là to nha. Bình rất to. Nó bị mẻ miệng đây con xíu thôi. Nhưng mà chị để bình này lên là không thấy nè. Bình đó khách đặt rồi chị, bình đó khách đặt rồi. Anh đã ok thì lấy, không ok thì em quỷ nha anh. Rồi một cặp chén. Cặp chén mộc luôn mọi người, đẹp quá nè. Cặp này bán mọi người là 41.000 mã 41 cặp chén nè. 41.000 mã 41. Dạ ok anh. 41 mã 41. Rồi một ly mộc men chảy, quá đẹp luôn. Ly này bán cho mọi người là 20.000 mã 20. 41 chốt cho Ruby. Rồi một khay mộc vẽ tay nè. Khay này bán mọi người 35.000 mã 35. 20 chốt Ruby.
Rồi cặp khay vuông này, khay chữ nhật này mọi người, cặp dĩa chữ nhật này bán cho mọi người là 70.000 mã 7. Làm 70.000 mã 70. Đó. 70.000 mã 70, 41 chốt cho chị Nguyễn Loan, Nguyễn Loan. 41. Ủa 41 là cái gì? Không không. 41 khoan khoan. 41 chốt rồi đúng không? Cái đó là 35. 70 chốt cho chị Xuân Phan này. Rồi bộ ba cái. Ba cái dĩa luôn ha. Mà cái này bị mẻ rồi. Bán hai cái thôi. Hai cái 50.000. Chốt mã 50. Kèm hả tặng, lấy cái này. Thấy chị Hảo ơi, chị chạm sao mà 50 chốt chị Xuân Phan, khi mã tặng đi chị Xuân Phan ơi. Tặng. Chị sao nên không có đọc á. Rồi cái dĩa này mọi người về trưng bày nha, nó bị tóc rồi nha. Xưa rồi. Tặng. Lấy comment mã tặng em tặng mọi người luôn nè. Đấy. Lọ hoa đầy nhà rồi mà thấy đẹp lạ vẫn thích mua, dạ ok anh. Tặng tặng cho chị Sương Phan. Rồi có bộ 4 cái dĩa hoa nè mọi người. Đẹp quá. Tặng tặng là cái này nè. Nè chuyện nè mọi người. Mori House. Ok, 4 cái dĩa hoa này bán cho mấy chị là 80.000 thôi, mã 80 này. 20.000 một cái, chốt mã 20 kìa. 4 cái 80.000. Chốt mã 80 giùm em. Rồi một cái dĩa men đá, dĩa này bán mọi người 45.000 mã 45. Dạ. Rồi dĩa chấm cá đây đây. 80 chốt chị Sa Nguyễn. Rồi dĩa chấm cá nè mọi người, dĩa chấm con cá men đá nè. 15.000 một dĩa, chốt mã 15 kèm số lượng, có tổng cộng bao nhiêu? 18 cái dĩa chấm đá, chấm cá nè, 15.000 một chiếc, chốt mã 15 kèm số lượng có 18 cái. 15.000 một cái, chốt mã 15 kèm số lượng có 18 cái, 15 x 4 chốt chị Nguyễn Thị Trang này. Chị Ruby Nguyễn 4 cái này. Chị Nguyễn Hảo 2 cái này, là 10 cái rồi. Rồi còn 18 cái ưu tiên cho chị Nguyễn Thị Trang nè. Chị Nguyễn Thị Trang lấy hết nè. Ok, 15 x 18 cho chị Nguyễn Thị Trang nè. Rồi mọi người không có nha mọi người. Chốt một người thôi. Chốt một người thôi. Ưu tiên người lấy hết mà. Rồi cái này là bán mọi người 15.000 mã 15. Rồi cốt dày cui nha mọi người, hai cái nồi này cốt dày cui nha. Rồi hai cái nồi này bán cho mọi người là một cái là 50.000 một cái, chốt mã 50 kèm số lượng có hai cái. Cặp chén hoa đào. Đây, chén này lạ lùng nè. Cặp này bán 80.000 mã 80. Vẻ vàng luôn. Cặp tô. Cặp tô hoa sắn này. Chuyện nè. Đẹp quá mọi người ơi, bên trong lam luôn. Cặp này bán cho mọi người là 75.000 mã 75. Rồi bộ chén cơm. Bộ 3 chén cơm lam luôn, vẽ cảnh luôn. Đẹp xịn sò, bộ này bán mọi người 80.000, 81.000 mã 81 này. 75 chốt cho Dương Na này. Chị Bọc Lan chậm rồi. Một cái dĩa lam. Chuyện. Rồi dĩa này bán 45.000 mã 45 này. 45 mã 45. Một cái dĩa củ cải luôn mọi người ơi. Rồi dĩa củ cải này bán cho người 35.000 mã 35 này. 35.000 mã 35. Rồi dĩa cú. 45 chốt anh Dũng Lê. Dĩa cú. Còn 3 cái, 3 cái bán 120, chốt ở 120 này. 3 dĩa cú có 120.000, chốt ở 120. Chén chấm 1 2 3 4 5 cái chén chấm. 5 cái chén chấm bán mọi người là 60.000 mã 60. 120 chốt cho chị Giang Trần. Một cái tô to chà bá luôn. Chuyện rồi mọi người.
Rồi tô này bán người 100k mã 100 này. Lấy comment 100 giùm em cái tô này. Tô to lắm mọi người, 100k. Chốt 100. 5 cái chén chấm viền sô cô la quá đẹp luôn, 60.000. Cặp đó, cặp trên đầu. Rồi bán cho mọi người một cặp chén nè. Cốt vậy cui hả mọi người. Cặp này lạ nè, cặp này bán mọi người 100 người ở 90.000 thôi, mã 90 nè. Rồi cái tô 40.000 mã 40. 40.000 mã 40. Rồi bộ này đẹp xịn sò luôn. Đây mọi người. Bên trong lam, bên ngoài lam. Dĩa vuông 1 2 3 4 5 cái. 5 cái bán 150.000, chốt ở 150 giùm em nè. 150.000, 5 cái dĩa vuông đẹp xịn sò full lam. 150.000, 5 cái. Đó, một cái khay như vậy nè, mỗi dĩa. Cái này bán mọi người là 45.000, mã 45. 45, chốt mã 45. Một ly lam có nắp luôn. Ly này bán 40.000, mã 40. Đứng lấy cái tâm thái cho mình. Ba cái tô nè. Chuyện nè. Rồi ba cái này bán cho mọi người là 70, ba cái 80.000 mã 80. 40 chốt chi tiết này. Cặp tâm thái nè. Quá đẹp luôn, cặp tâm thái to nha mọi người. Bên trong nè, đẹp quá. Cặp này 90.000 mã 90. 90.000 mã 90. Ly này 20.000 mã 20. 90 chốt chị Xương Phan. Quá đẹp luôn cái ly nè. Ly này bán 25.000 mã 25 này. 26.000 mã 26. 26.000 mã 26. Ok, 25 chốt cho chị Ruby này. 26 Ruby này. Rồi ly này 20.000 mã 20. Đây chuyện nè, 20.000 mã 20. Rồi một ly tâm thái đẹp xịn sò luôn. Chuyện 30.000 cái ly tâm thái, chốt mã 30. Bán gì trời với đất. 30.000 mã 30. Rồi một cái lam. Chén là ly lam, ly lam này bán là 21.000. 20 ruby. 21.000 nè. Ok, để lên ly có đế cho. Ly có đế này bán 35.000. Bên trong cái nào 335. Ly có đế có mẻ xíu bán 20.000 mã 20, comment bán 20 mẻ giùm em. Cặp chén, cặp ly Hagi bán cho mọi người là 40.000 mã 40. Cặp này ly Hagi này đẹp xịn sò nè, bán mọi người 41.000 mã 41. Ly hoa đào. Ly hoa đào. Ly hoa đào 25.000 mã 25. 41 em chốt cho chị Phan Hiền. Rồi một cái ly này, rồi ly Hagi mà vẽ nè mọi người. Bà bị mẻ nè. Rồi bán cái ly này 15.000 mã 15, comment mã 15 mẻ giùm em. Về trưng bày. Rồi em bán cho mọi người một bộ dĩa xưa này.
Một bộ dĩa xưa gồm có 5 cái thôi, một cái 35.000 cái, chốt mà 35 kèm số lượng có 5 cái này. Đây vẽ hàng vẽ hạt luôn, 35.000 cái. Rồi ly này 15.000 mã 15. Rồi cặp ly này. Cặp ly mộc này bán cho người 30.000, mã 30 này. Buồn rồi. Rồi chén này quá đẹp, chén này 20.000 mã 20. Ly men thí hồng. Ly men thí hồng 30.000 mã 30. Ly hoa đào mã 25. Ok, 25 chốt cho Ruby. Rồi cặp cặp cross nè, cặp gì cặp chấm đẹp xịn sợ luôn, cặp này bán 40.000. Ôi rồi bị mẻ cái rồi, bán cặp này 20.000 mã tặng cái, tặng luôn cái mẻ khăn rồi trời. Không có chị ơi, Ruby trước, Ruby rồi mới tới chị, 20 Ruby. Tặng Ruby. Chuyện tâm với chị, em không có chốt mà bậy đâu. Rồi chén hoa quá đẹp, chén này 25.000. Gì vậy? Rồi chén chấm hoa đào nè. Chén cơm cũng được nha mọi người, chén cơm hoặc chén chấm nha. Chén cơm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái. 7 cái bán người 140 nè, chốt mã 140 nè. Ai lấy comment 140 giùm em nè. Tặng, in mới tặng chưa? Rồi. Gì vậy? Rồi cặp chén chấm luôn, 10.000 cái, chốt 30 kèm số lượng này. Có tổng cộng 2, 4, 6, 8, 9 cái. 10.000 cái chén chấm. 140 chốt Nguyễn Hảo này. Rồi, cái ly mọc đen này luôn, 15.000. Rồi ly to trà bá luôn, 40.000. Mười lăm chốt Ruby. Bốn mươi Ruby. Ly này bán 30.000 mã 30 này. Anh nước là múc anh ca nước thôi. Rồi đẹp quá, 25.000 mã 25 cái chén. Ba mươi chốt cho chị Cung Tiết nha. Ok chị, bộ ba cái Sino nè, quá đẹp luôn mọi người ơi, bộ ba cái nha, ba cái này, bộ này bán cho người làm 100.000 nè, ba cái chén, chốt vào 100 này. To chị. Chị hỏi cái gì ta? Cái tô xanh trước mặt. Hai cái tô xanh, cái tô xanh. Tô xanh nào chị? Này hả? Này chén nha, chứ không phải tô đâu, chén. Cặp này 40.000 mã 40 men tiêu. 40 của Ruby đỏ sai. Chị ơi, cao của nó là 13, gần 13. Miệng của nó là gần 8,5. Ok không chị?
Hả? Đúng rồi anh. Ok chị, rồi cặp chén xưa. Cặp chén này bán cho mọi người là 41.000 mã 41. Một cái ly mọc to chà bá luôn, vẽ tay. Ly này bán 45.000 mã 45. Rồi một cái chén mọc đen, chén này 20.000 mã 20. 20.000 mã 20. Thôi đẹp gì. Rồi mọi người có nè. Xuất sắc luôn. 40.000 chốt mã 40 cái ly nè, 40.000. Còn hàng trang trí không? Hàng trang trí. Còn mà ít. Còn cái tượng, mấy cái tượng kia đó lấy ra bán đi. 40 ruby. Cả tượng, bốn cái tượng bà đó, tượng bà đằng tiên á. Rồi cặp phu thê. Cặp phu thê Sino bán cặp này 50.000 mã 50. Cặp Sino 50.000 mã 50. Rồi một cái ly mọc quá đẹp luôn. 30.000 mã 30. Đẹp quá chuyện luôn. 30.000 mã 30. Ly này ly gì đây? Không biết luôn, bản gì luôn. Bán luôn 35.000 cái ly đen. Coi 50 là Ruby Nguyễn. 50 là cặp Sino. 30 chốt cho chị Phan Hiền. 30 là cái ly này. Đây. Trang trí vậy ha. 45.000 con. Chốt mã 45.000 bà tiên đó. Ai lấy comment mã 45 kèm số lượng, hiện tại đang có 4 bà. Bộ tách màu xanh da trời ở trên kệ bao nhiêu tiền? Chốt chưa? Chộp hình chứ chưa chốt mà. 45/2 chốt cho ruby hai cái này. Lấy hai cái đưa ra bình, anh tan khô quá. À bộ tách đó ha anh. Nó gồm có tổng cộng là 2, 6, 7, 8 cái tách. 8 cái tách. Thì một tách em bán cho anh là cái tách ngày xưa luôn. Hàng Âu đúng không? 500.000 một tách. Đó, có 8 tách, bộ đó 4 triệu á. Mã 35 chốt với chị chưa? Là bao nhiêu? Tượng bằng gốm. Mà 35 chốt cho chị Sa Nguyễn này. Rồi nha, tiếp. Rồi cái ly Hagi. Ly Hagi này 25.000 mã 25. Rồi cái ly mọc đẹp nè mọi người ơi, chuyện nè. Quá đẹp luôn, 40.000 mã 40. Ồ dễ thương không nè. 20.000 mã 20. Cái 25. Phan nha. 40 cho chị Phan Hiền. 25 chốt cho chị Ruby. 20 chốt cho Sa Nguyễn. Ok, tiếp. Chuyến lam đẹp quá. 16.000 mã 16. Một chén Sino. Vẽ tay. 25.000 mã 25. Một cái ly mọc đẹp xịn sò. Rồi men chảy bên trong ly mọc 40.000 mã 40. Rồi đọc này, mọc này bán 24.000 mã 24. Thằng hợp. Ok, 25 chốt cho Ruby. Cặp cu ta đi thư pháp, cặp này bán 50.000 mã 50. Cặp cu ta đi thư pháp 50.000 mã 50. Dĩa. Chuyện dĩa này bán 25.000 mã 25 này. Dĩa Hagi 24.000 thôi chứ 24.000. Dĩa Hagi 24.000 nha mọi người. Rồi một cái dĩa mọc. Dĩa mọc sâu lòng. Dĩa này bán cho người là 40,
41.000. Mã 41. Và dĩa lam. Dĩa lam 35.000, mã 35 này. Nãy có cái ly 15.000 đó đó. Đó dành để trong bộ sake đúng không? 41 ruby. 41 này. Ba mươi lăm chị cung nghe, 35 là cái cô. Ba mươi nghìn ly sino vẽ tay, ly mộc quá đẹp, 40k, mã 40. Rồi từ từ bình hơi bị quả rồi. Rồi bộ ba cái dĩa nè mọi người, ba cái dĩa mộc. À, quá đẹp chưa? Ba cái dĩa mộc. Ba cái bán cho mọi người 80.000, mã 80. Khoan, 30 là ruby. 30 là cái ly mà. Đi hai ly, hai ly. Rồi bán ba cái dĩa nè mọi người, ba cái dĩa riu. Ba dĩa này bán mọi người là 85.000, mã 85. Ba mươi nghìn mã 30, một cái ly Kutani. 85 chị cung tiết nghe. 35 là ruby Nguyễn. 85. Ba mươi lăm là cái gì ta? Ruby 35 là gì vậy ruby ơi? Ba mươi lăm của chị là gì vậy ruby? Ok. Cặp ly hả nhà mọi người, cái nè, hạt giống hạt đậu nè. Mà nó bị mẻ đây xíu nè, cái ly này bị mẻ xíu nè. Rồi bán rẻ cặp này bán 40.000, mã 40. Có một cái bị mẻ xíu nha mọi người. Em báo trước tình trạng rồi đó, 40k mã 40, hồi ghi cho có một cái mẻ ha. 40 người, 40.000. Bình làm cho ướt đó. 40.000 mã 40. Rồi một cái chén cơm nè. Hình cá, cá coi nè mọi người, chén cơm cá coi nè. Đẹp quá, 35.000. Mã 35 xứ xương luôn. Rồi cặp chén lẩu Tam Thái bán cho mọi người là 36.000, mã 36 này. Cặp chén lẩu Tam Thái 36.000. Bỏ qua bên nè. Rồi dĩa mộc 30.000, mã 30. Rồi mộc này bán cho người là 35.000 một dĩa nè, chốt mã 35 kèm số lượng, có tổng cộng 4 dĩa nè. 36 cặp dĩa Tam Thái, cặp chén Tam Thái. 36 chốt ruby nè. 30 chốt chị cung Tiết Nga này. Nè. Chưa. 30 chị cung Tiết Nga chưa? 30 rồi. Rồi chén cá coi 25.000 nè. Quá đẹp luôn, xứ xương luôn. Rồi tiếp. Này mọi người, 35.000 một cái dĩa này nè. Dĩa mộc ha, 35.000 cái, chốt 35 kèm số lượng có 4 cái này. Đây để ra chùi cho mọi người coi cái đẹp của nó nè. Ba mươi lăm nghìn cái nha, có 4 cái. Rồi ly này bán 25.000, cái ly Hagi 25k. Chốt mã 25. Dạ có chị. 30 đi, chị lấy 4 cái là cái gì? Gọi ok bán luôn. Lấy 30 nhân 4 giùm em đi. Bán cho nó hết hàng. Rồi bộ chén là bộ dĩa lam gồm có 2, 4, 6, 7 cái. 7 cái dĩa lam này bán mọi người 150 luôn. Đó, lấy 1, 50 giùm em. 7 cái dĩa lam đẹp xịn sò luôn, 150.
chuyện nè mọi người. 30 x 4 cho chị Ruby Nguyễn. Rồi cái này bán người 150.000. 7 cái dĩa lam 150.000. Rồi cặp ly xong cặp luôn. Cặp ha. 30 x 4 nghe chưa? Rồi cặp này quá đẹp luôn, cặp này bán mọi người là 80.000, cái cặp này chốt mã 80 này. Đây. 80.000 mã 80. 80.000 mã 80. Đôn lên mình, đôn lên trên bán mình. Mã 10. Cặp bé mã 10. Còn cái chén hoa đào đẹp quá, 30k mã 30. Đây có 3 cái luôn mà. Rồi cặp chén lẩu nè mọi người, cặp chén lẩu này bán mọi người 31.000 mã 31. Rồi, cái chén này bán cho mọi người là 32.000. Cái chén này bán cho người 33.000. Mã 10 chị Nguyễn Hảo. Rồi ly Hagi 20k 20, mã 20. Này có 2 cái 20.000 mã 20 kèm số lượng, có 2 cái 40.000 nè. Rồi cái hũ này 15.000. Mã 10 Nguyễn Hảo, 31 Nguyễn Quỳnh Giao. Đây là 30. 30 người này 31 là cái này. Này 32. Bộ chén cơm hoa đào. Vẻ vàng đẹp quá mọi người. Xuất sắc luôn. Bộ này 5 cái. 5 cái 150 luôn. 5 cái 140 thôi. Ai lấy comment 140 nè, bộ hoa đào quá đẹp luôn. Vẻ vàng 5 cái 140. Chốt mã 140 giùm em nè. Trời ơi. Rồi hai cái pha lê xanh luôn, hai pha lê màu. Hai cái này bán cho người là 45.000. Hai chén pha lê màu 45.000 mã 45. Ba cái ly kem. Hay là cái chén chưng, cái chưng gì đó, không biết pha lê không mọi người. 140 chốt Nguyễn Quỳnh Giao. Ba cái này bán mọi người 100k, chốt mã 100 giùm em nè. Chén cơm. Bỏ lên đây. Rồi em bán cho mọi người tiếp nè. Nó qua còn bộ mà quên nè, một bộ chén nè mọi người. Bộ này gồm có 2, 4, 6, 10 cái, 10 cái bán 170 nè, lấy comment 170 nguyên hộp nè. 170, chốt 170 giùm em. 100 chốt cho Phương Trần. 100 là 3 cái pha lê nè. 100. Rồi một cái chén Hagi luôn. Chén mọi người, chén Hagi đẹp quá nè, chuyện nè. Chén này bán cho người là 25.000 nè, mã 25 này. Ai lấy comment mã 25 giùm em chén Hagi. Một cái ly lam. Đẹp quá. Ly này bán mọi người 20.000 mã 20. Ok chị, một cái tô hoa đào sâu lòng. Có thấy không? Trời ơi xuất sắc thiệt chứ. Chị ơi, chị. Chịu không chị? Này em ưu tiên cho chị Nguyễn Quỳnh Giao nha mọi người. Tại chị yêu cầu à. Nè. Ok không chị? 20 sao Nguyễn? Chị ok em báo giá. Không thôi em để dành xài, em quá đẹp luôn. Rồi cái thước rồi. Đẹp lắm chị ơi nè. To nha, đường kính 24 nha chị, gần 24 á. Bộ chén lúc nãy, chén hoa đào của chị là chén nào vậy? Không giống hả chị, không giống thì thôi. Rồi cái gì, cái tô này em bán cho mấy chị là 80.000 cái tô thôi, chốt mã 80 giùm em nè. Size to nè. Rồi cái chén này 25.000. Mã 25, 140 chốt cho chị Nguyễn Quỳnh Giao.
104 là cái gì? Không, cái tô đó cái... Hả? 104 chốt rồi chị Quỳnh Giao ơi. Hai mươi lăm chốt anh chị Nguyễn Hảo. 25 đâu rồi, 25 là cái chén. Ba cái ly màu nho, trái nho đắp nổi nè mọi người, đẹp chưa? Ba cái bán 50 nghìn, mã 50 nè. Dạ em bán rồi chị. Đây mọi người, một bộ ba cái tô lỡ lam, đẹp quá nè. Bộ 4 cái chứ, bộ 2, 3, 4 cái, 4 cái bán mọi người 120 nghìn nè, chốt 31, 20 giùm em nè. Đưa muỗng nha Quỳnh. 120 nha, rồi muỗng nè mọi người, muỗng slam nè, muỗng sứ chứ, muỗng gì? Muỗng mọc phải không? Muỗng canh, mà bán bộ gì đi ha. Một bộ này bán là 50 nghìn bộ, chốt 50 nè, một cái muỗng lớn, cái muỗng canh 50 nghìn. Một muỗng cơm, một muỗng canh 50 nghìn. Ok chị, để có em để chị. Rồi cái ly rót này bán người là 35 nghìn thôi, mã 35 này. Ôi đẹp nè mọi người ơi, đẹp quá. Viền sô-cô-la luôn. Tô sâu lòng nè, dĩa sâu lòng nè. Một cái là 40 nghìn một cái, chốt 40 kèm số lượng có 4 cái. Ok chị, 40 nghìn một cái, chốt 40 kèm số lượng, em có tổng cộng là 4 cái. Gì vậy? Lên mấy cái đó nữa đi rồi nghỉ. Ê, đây. Ờ không phải, ờ lên mấy cái đó luôn đi nghỉ. Đây mọi người, bộ này bộ dĩa lưới nè. Dĩa lưới này bằng kim loại nha mọi người. Lót ly bằng kim loại nè. 5 cái mua bi buôn 5 cái. 5 cái bán cho mọi người là 100k nè, mã 100 này. Đây, còn cái dĩa này luôn. Dĩa này bán 70 nghìn thôi, mã 70 nè. Dĩa này 70 nghìn, mã 70 dĩa mộc. Rồi một cái dĩa mộc này luôn. Quá đẹp, dĩa này 50 nghìn, mã 50. 50 nghìn, mã 50. Rồi, cái chén lam vẽ củ cải, củ đây cái qua củ gì đó, 20 nghìn, mã 20. Ba cái dĩa pha lê trái nho đắp nổi luôn, 50 chốt Nguyễn Hảo. Ba cái dĩa pha lê nho đắp nổi ha mọi người. Ồ, hoa đắp nổi chứ nho gì, hoa mai gì nè, hoa đào gì đắp nổi đó mọi người nè. 50 hả? 50. Đúng rồi, một pha. Bình bông thủy tinh, bình bông thủy tinh đỏ bao nhiêu em? Đưa lên coi em. Bình bông thủy tinh đỏ kia kìa. To. Chị Yến Hoàng ơi, em bán chị 280 thôi chị Yến Hoàng ơi. To đó chị ạ. Bình này to nha, em lấy chị 280 thôi. Mẹ đâu? À, có xíu nữa hả? Mấy đứa giờ về cả không cẩn thận. Ba dĩa pha lê bao nhiêu? Ba dĩa pha lê 150. Chốt 3150 giùm em nha. 50 là cái gì cho mọi người? Cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu đó bà Bình? Nó bị mẻ một xíu nha chị. Chị lấy em tính đi 250, 200 thôi. Ủa 50 là gì ta? À 50 là cao. Không, mẻ có xíu rồi chị, đây đưa coi mẻ. 50 là cái cặp này phải không? Cặp muỗng đúng không? Đúng rồi. 50. Cao 23 nha chị. Đây nó bị như thế này này. Nó bị lỗi chứ không phải là mẻ. Đâu? Đâu Bình? Đâu?
Nè chị, nó bị gì nè? Xíu nhập tắm. Nhìn không thấy đâu. Nè, nó bị lỗi men nguyên viết xíu rồi đó. Chị lấy em đấy, chị 200 cái bình này thôi, chốt mã 200 nè. À đĩa hả? 200 miếng vàng này. À cái đĩa xanh đen. Phải. Ừ. Chưa chân đem xuống rồi mấy ông già. 50. Còn cá không? Không. Còn cá không vậy mấy đứa? Bữa nay chiều nay em ăn thịt không có còn cá chị. 200 chuyển vàng nè. Anh Đinh nghe rồi nha. Mã này 20.000, mã 20 này. Không được chị, cái này bằng kim loại phải 100k, tình nghĩa bán chị 90. Chị em bán chị 90. Rồi cặp dĩa lam này bán cho mọi người là 50.000, mã 50. 50.000, mã 50. Rồi bộ hai cái dĩa kim loại này luôn, hai cái dĩa vuông kim loại này nè mọi người. Chuyện nè, này bán hai dĩa này bán 45.000. Rồi dĩa lam này bán 20.000. Rồi cái dĩa hoa này nó bị cũ rồi, lỗi bị hơi bị mờ phai phai nha mọi người lấy em bán mọi người luôn. 21.000. Dĩa hột xoài. Dĩa này một cái là 30.000 một cái, chốt ở 30 kèm số lượng có tổng cộng là 4 cái. Đưa bộ sake coi của mình. Rồi bộ bình sake. À. Này bộ ghép nha mọi người, không phải ghép nó thôi kệ đi, ghép gì bán lại luôn. Rồi bộ này bán cho mọi người là 40.000 cái bộ này nè, chốt ở 40 nè, một bình một cái ly là 40k. Rồi cái muỗng một cái gắt đũa 20.000, mã 20. Bán rẻ luôn. Rồi cái lam mini nè, 10.000. Rồi một cặp dĩa sino vuông to bà, nè một vị sino nè, chữ nhật ta to nè. Cặp này bán 100.000, mã 100 này. Rồi ly này bán mọi người là 30.000 cái ly, chốt mã 30. Bộ dĩa này. Bộ dĩa 4 cái. 4 cái bán mọi người là 150, chốt mã 150. Cặp dĩa tam thái. Cặp này bán 50.000. Mã 50. Một cặp dĩa hoa. Cặp này ơi bị mẻ một cái rồi. Bị mẻ xíu rồi, bán cái thôi, cái là 40.000. Tặng luôn cái luôn. Ai lấy comment mã 40 kèm mã tặng nè. Mặt trình độ sắp hết pin. Ok, vài món nữa cũng nghỉ rồi. Rồi một cái dĩa này bán mọi người 30.000. Rồi cặp dĩa này, cặp này bán 45.000. Quá đẹp luôn cặp dĩa này. Rồi mọi người không muốn mua nữa rồi thôi. Bộ này có 4 cái. 4 cái 100.000, mã 100. 45 chốt chị Zen. Nè cặp dĩa 45 này. Cái tô trước đó là cái tô nào chị Nguyễn Hảo ơi? Cái này à? 80.000. Mã 80. Rồi dĩa này 40.000, mã 40. Dĩa mộc vẽ tay. Rồi bộ dĩa dâu trái nho. Bộ lam nho 2, 4, 6, 8. 8 cái bán cho mọi người rẻ luôn. 8 cái 150, chốt mã 150. Ôi đẹp quá. Đẹp. Ôi mọi người ơi, xuất sắc chưa? Rồi bán rẻ luôn 100k, mã 100. Dĩa mộc 99.000, mã 99. Rồi cái chén nè. Ủa đẹp luôn. Chén này 35.000, mã 35. 100 ruby. Rồi bể mẹ
Ôi chén ngũ sắc đẹp quá. Chén này bán cho người là 40.000, cái chén chốt mã 40. Rồi cái dĩa này 25.000, mã 25. Casino 40 chốt cho chị Xuân Phan. Rồi một cái chén, một cái dĩa Sino, một dĩa Hagi chứ lộn, đẹp quá. Dĩa này bán 30.000, mã 30 nè. Rồi một cái chung Sino, chung này bán 25.000, mã 25. Hết chưa? Rồi bây giờ bán tô này, bán bộ, bán ghẻ nè. Đó, lên là bán hết bộ tô này, bắt đầu rút thăm cái nữa nghỉ nha. Đây, một cái chén Sino, một chén mộc. Hồ chén mộc này nó bị lỗi rồi. Tặng, ai lấy comment mà tặng, em tặng nè. 25 anh Dũng Lê. Ai chốt mà tặng, em tặng mọi người cái này nè. Quá đẹp luôn, còn xài được nha. Tặng Xuân Phan này. Nè nè. Rồi, một cái tô. Một cái tô có chân màu đen huyền luôn mọi người. Bên trong có một lớp men chảy. Rồi cái tô này bán cho mấy chị là 30.000, mã 30 này. 30.000, mã 30. Một cái chao quan. Một cái chao quan đen nha mọi người. Một chao quan đen chuyển nè. Rồi cái chao quan này bán cho mấy chị là 80.000, mã 80 thôi. Tiếp, một cái tô mộc. Bị mẻ phía đây, bán tô mày bán 30.000, mã 30. Comment mẻ 30 chốt cho Nguyễn Quỳnh Giao. Em trai, 30. Rồi một cái tô to luôn, tô sâu lọng nè. Rồi tô này bán cho mấy chị là 50.000, mã 50. Đẹp quá bà ơi. Hết rồi à? Đây lấy mấy set này, đây set này. Đã để riêng ra nữa bán bộ. 30 anh chưa? Rồi ok, bán 3 cái ly mọc, 3 cái ly mọc có chân này. Đấy, 3 cái bán cho mấy chị rẻ luôn, 70.000, mã 70. 50 Nguyễn Hảo. Cái chén rồi, cái tô rồi. Em cắt chi sớm cho bằng, bệnh đòn. Vậy thôi xin lỗi. 70. 70 anh Long Hải Mai. Đưa này bình. Đây mọi người, em bán cho người 3 cái dĩa mộc. Quá đẹp chưa? 3 cái 30.000, mã 30. 3 cái 30.000, mã 30. Ôi đẹp chưa? Cái này 25.000. Cái này 30.000. Đấy mọi người chốt chút đi. 31 chứ lộn, 31 chứ lộn. Được rồi Bình ơi. Kem xét cho anh đẹp đẹp chốt quá Bình. 25 anh Long Hải này. Kem xét cho anh đẹp đẹp. Hôm qua còn lại một set trà anh đó mình. Ly màu vàng đẹp quá. Rồi cái ly màu vàng bán cho mấy chị là 20.000 nè, mã 20 nè. Cái gì sọc bên trái đó Hiếu. Lên cốc mọc đi, em lên rồi, mọi người hút chốt. Ôi trời quá đó chưa. Mai tiếp mấy chị ơi cũng được. 20.000 mã 20 này. Rồi cái này 45.000 mã 45 nè, to chà bá luôn. 20 đúng không? 20 là cái ly vàng chốt cho ruby này. Rồi cái ly này 40.000 mã 40 này. Ly Hagi 25.000 mã 25. Cái ly thí hồng 20.000. 22.000 đi. 22.000 ly thí hồng nha mọi người. Rồi
đây mọi người, đây ly bộ này là bộ để hồi mình đấu giá ở đậm ly 20 đi vàng, ok chị, để bên hồi mình bút thăm trúng thưởng nha. Cho chị xem cái bình bông ở trên đi, bình nào chị yêu. À 20 Long Hải chưa? 10 chốt chưa? 20 Long Hải là cái khác đấy. Con cho 20 là trong cái lô 1. 20 chốt cho Long Hải. Đây Thí Hồng. Đó xét trà, xét trà anh đúng không? Hàng tử Prince Charles và công gì? Rồi, công Dương gì qua qua tôi lấy đi ha. Đây mọi người, hàng anh nha mọi người, mắt đi đến lên nha. Trời. Ngày nào cũng xét cho anh một xét cho anh chứ. Sao sướng thế? Hàng là bạn bị xét vậy. Lên một lô mộc cho lẹ. Ok. Soạn một lô mộc cho anh. Đưa mấy cái bình hoa đi cho chị Yến Hoàng cái bán coi. Để bình hoa bình đỏ nè. Để chị Yến Hoàng. 80.000 mã 80. Bình này là bình pha lê nha chị Yến Hoàng, 120. Bình này to tí, bán chị 150. Đấy. Dạ. Chị chưa trúng, em cũng chưa bao giờ trúng. Được rồi. Đưa cái số thăm đâu rồi. Đấy. Trời ơi, thăm cũ giữ lại. Không, ao cũng vậy nữa. Thôi lỡ. Rồi mọi người, khoan nha, bỏ đi 80 chốt cho chị Nhung Hà. Bình trên kệ em ơi, bình trên kệ, cái bình hoa màu đó đó, bình hoa đen á. Cái này là cái bình thủy tinh đỏ, đầu đỏ. Nè chị Yến Hoàng, bình này hôm qua không người chốt, hôm qua có người chốt rồi mà ta. Nè chị Yến Hoàng, lấy cái này ra mạnh coi. Đây cái bình thủy tinh này em bán cho chị là 600 thôi. Thị trường nó bán bình này 800 á. Em bán bình này 600 nè chị, quá đẹp luôn á, quá đỉnh luôn. 600.000. Đó, đẹp chưa? Đỉnh của đỉnh luôn, mới cáo luôn, 600k, 600 Yến Hoàng. Rồi còn gì nữa không ta? À khoan, em lên cho chị Kiến Hoàng cái này nè. Lấy cái bình thủy tinh đó cho anh ơi. À, lấy cái bình màu hồng cho anh. Đây nè mọi người. Xuất sắc luôn nè. Đấy. À, ôi chung mà ơi. Đây. Đấy. Được chưa? Bán được chưa? Để đó, ê, cắt để có chừng bể đó. Chị tới giờ lui là bể. Lấy cái cabana màu cam đó lại cho anh. Bán. Đây mọi người, một cái bình này là bình men hồng. Bình men hồng. Chuyện của nó nè mọi người. Nha. Quá đẹp luôn. Rồi bình này em bán cho mọi người là 300k cái bình này thôi, chốt 300 này. Bình to nha. Bình này bình thủy tinh. Như vậy này, có chân hai lớp. Cái thủy tinh này bán cho mọi người là 290, chốt 290. Vậy? 300 chốt cho chị cung tiết nha. Chị hỏi gì? Cặp bình trắng trên kệ bên phải đó em. À cặp cu tinh ý hả chị? Cặp đó cặp hàng Âu á. Đây. Rồi một cái Icabana nè mọi người, màu cam quá đẹp luôn. Bị lỗi đang xíu. Ai bán rẻ luôn, 200k mã 200. Icabana 200.000. Màu cam, tuyệt vời luôn. Đây đây. Chị cặp này là cặp hàng Âu. Hàng Anh chứ bộ, mắt in lên này. Cặp này bữa em đòi 900, có chị đó chị trả em 800 em không có bán. Chị lấy thì em bán cho chị 800.000 nè, cặp này 800k. Cặp Âu 800.000. Mà cặp Anh chứ lộn, cặp bình hoa Anh 800.000 nè. Chị lấy giùm em mã 800 giùm em đi. Bữa ta trả 800 bữa không bán. Rồi
Vì ai đang xem mấy chim cho em Hiếu xin một chấm đi mọi người ơi. Đàn em cho rút thăm lại nè. Rồi cái ly này bán mọi người 25.000. Men hò men thi. Men gì men thí hồng. Ok anh Long Hải Mai nè một phiếu này. Chưa. Chị Nhung Hà một phiếu nè. Ruby Nguyễn một phiếu nè. Chị Xuân Phan một phiếu nè. Chị Nguyễn Lo một phiếu nè. Chị Gen Trần một phiếu nè. Anh Dũng Lê một phiếu nè. Nhung Hà có gọi đúng không? Chị Nguyễn Quỳnh Giao này. Chị Yến Hoàng nè. Ruby Nguyễn 25 nè. 25 là cái ly này nè, đâu rồi? Chị Hạnh Trường nè. Chị Cung Thiết Nga này. Chị Nguyễn Hảo nè. Chị Yến Hoàng rồi, chị Nguyễn Thị Trang nè. Còn ai em chưa có đọc tên mọi người ơi. Ai em chưa đọc tên nha. Xét trà anh nha mọi người. Dẹp cái này đi nha mình. Cái camera đi, dẹp đi. Ai mà nãy giờ có tham gia mua hàng mà chưa có đọc tên đó mọi người. Nhắc em cái để em cho một phiếu luôn. Rồi, đếm gần nhiêu phiếu. Hiện tại là đang có 13 người. Rồi đủ 13. Rồi 13 chơi 13 mọi người. 13 ít người có cơ hội thắng càng cao. Rồi mọi người ơi. Để bốc rồi. Rồi bốc đi. Xin mọi người nha. Đây, đảo đây. Ca sĩ ra, ca sĩ bốc nha mọi người. Đấy, tự nó bay ra nha mọi người. Đây, 13 mắt thì 13 mưa hồng 6 mắt. Đâu có chị, trời ơi, chị nói gì khổ hồi em chạch hết từng người chưa. Rồi này chị Hạnh Trương nè. Ở gà không? Chị Hạnh Trương. Rồi chúc mừng chị Hạnh Trương nha chị. Comment cho em mã tặng đi chị Hạnh Trương ơi. Rồi một cái chén lam luôn. Một cái chén lam nè, đẹp quá. 30.000 mã 30. Đâu rồi, chị Hạnh Trương có mình để xếp trà không? Ok, Hạnh Trương tặng. Đây nghe xếp trà anh nha mọi người. Ngày mai ha, đầu live em sẽ tặng cái này mọi người. Đầu live em sẽ tặng cái này là cái xô xô đá pha lê nha mọi người. Đây. Của Đức nha, pha lê Đức nha. Ngày mai sẽ là đầu live là cái này tặng cho mọi người cái này nè. Mọi người ngày mai đón xem nha. Pha lê bằng pha lê Đức luôn, mua một xô đá pha lê Đức. Đây phải 200.000, mấy trăm ngàn. Ok vậy. Ok chị. Ok, ly đỏ đỏ là Tokonime bán cái là 20.000 một cái, chốt mã 20 kẹp số lượng 2 4 6 8 7 cái. 20.000 một cái đó chị Loan ơi. Em hả? Em lớn tuổi rồi anh ơi. Sếp em sinh năm 97. Hai mươi nhân bảy chốt cho chị Ruby Nguyễn. Hả? Nó Tokoname 7 cái. Ê cái ly gì vàng vàng xong để bán. Vàng đen đó tới cái à bình. Chị Loan chậm rồi. Đây. Ồ. Rồi cuối like luôn, một cái bán cái cuối cùng luôn. Đây. Một cái ly uống nước, ly cà phê này đẹp quá nè mọi người. 40.000 mã 40. Chốt giùm em cái coi, lấy gửi vốn lại cái ly. Lấy gửi vốn lại xếp trà lại anh coi. 40.000 mã 40. Không anh ơi, em 82 anh ơi. Kệ bên phải là bên đây nè. Cái đó cái ấm trà chị Yến Hoàng ơi. 40 Nguyễn Hảo. Cái mộc gần cam. Cái mộc gần cam là cái mộc này. Nó bị lẻ ở đây rồi. Mã 20. Thôi anh cơ mẹ tặng đi, tặng anh Long Hải ơi. 40. Khỏi mẹ tặng đi, tặng anh cái mộc này nè. Rồi. Mọi người còn mua gì nữa không mọi người? Mọi người có cần em đem cái camera đi vòng một shop cho mọi người không?
Mới chỉ đó cho chị coi là cái gì? Mới chỉ đó cho chị coi là cái gì chị? Tao đem cái tặng cái bình này. Bình nào? Cái đó là cái bình trà chị ơi. Bình trà nó có một bộ. Phan Phan đợi cái em đi lại tới cho mọi người luôn nè. Từng đỡ người luôn. Em đi cho mọi người lựa ha. Shop em. Từ từ anh ơi, nhìn tôi anh. Rồi. Rồi nè, mọi người lấy gì là báo nha. 82 ship. Dạ, em xưa rồi anh à. Rồi nè mọi người, em bán cho mọi người một cái bình hoa nè. Nè, hỏa khách chạm chỗ nổi luôn ha. Chuyện này. Đấy, quá đẹp luôn. Bình này em bán cho mọi người là 400 nghìn, mã 400 này. Hàng Pháp này. Đấy, chén, tô. Đây. Cặp này mọi người. Cặp này bán cho mọi người là 70.000, mã 70 này, cặp này nè, 70.000. Đấy. Mọi người mua gì báo em nha. Nồi này, nồi sứ. Và men cái lộn. Ấm trà nào chị ơi? Nãy giờ quay đâu có cái ấm trà đâu. Chút. Ấm trà chút hả? À, ấm trà chút, đưa ấm trà chút với cưng. Đây, ấm trà lá chút. Ấm này ấm nắp ghép nha. Ấp ghép nha. Lấy thì bán cái ấm trà này 120, chốt 120. Xanh hoa là gì? Xanh hoa là gì anh? Đây. 120 chốt anh Long Hải. Satsuma. Ê cái bộ này khách chốt bằng 2 triệu. Bộ xanh đó, xanh nắp nổi đó, khách chốt rồi đó. Em xíu rồi. Bộ hoa trà đẹp quá nè mọi người. Bộ trà đỏ. Đó đó là cái gì ta? Bộ trà đỏ kia bao nhiêu anh? Bộ trà đỏ nào? À bộ Satsuma hả? Bộ Satsuma đó là 6 triệu đó chị. Em để nghe dùng. Bộ Satsuma là 6 triệu. Có bộ chim hót nữa nè mọi người. Bộ trái cây. Mọi người bộ này là bộ cotton y này. Bộ này em bán cho mọi người là 900 ngàn nè, à, 850 thôi chút mà 850 này. Một bộ 4 ấm 850 nghìn. Pha lê. Bình. Cho chị coi lại bộ 850 nè chị Yến Hoàng. Bộ 850 này rẻ đó chị Yến Hoàng, chốt đi.
đẹp lắm, 850 nghìn. Rồi em bán cho mọi người một cái thố nè mọi người, thố 2 tầng này. Thố mộc 2 tầng nha. Rất là đẹp luôn. Thố mộc 2 tầng này em bán cho mọi người 150 nè. Chốt có 150 cái thố 2 tầng. Bộ 850 đẹp đó chị Hoàng, chốt đi. Mẹ. Nè dĩa to dĩa Satsuma nè, dĩa này mắc tiền nè. À, để em coi chị coi lại tỉ mỉ nè. Đồng hồ. Rồi mọi người ha. Rồi thôi em xuống like. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người.